MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 265. Ở bên trong thiên binh, một chút chiến lực yếu, một ít nhị đẳng thiên binh, chiến lực cũng là thần hoàng bát trọng, đương nhiên tương đối ít. Đại bộ phận nhị đẳng thiên binh, chiến lực đều đạt đến thần hoàng cửu trọng. Lục Minh có được Liệt Phong Châu dạng này đại sát khí, chiến lực hoàn toàn đạt đến thần hoàng cửu trọng, xem như nhị đẳng thiên binh, thống soái bọn họ, hoàn toàn đủ tư cách. Bọn họ chỉ có thể trong bóng tối thở dài, quá coi thường Lục Minh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lục Minh chỉ là thần hoàng tam trọng, lại có chiến lực như vậy. Bình thường đến giảng, coi như có được đại sát khí, thần hoàng tam trọng tu vi, cũng chưa chắc có thể bộc phát ra thần hoàng cửu trọng uy lực, có thể Lục Minh làm được, chỉ có thể nói bọn họ nhìn lầm. Lục Minh so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thiên tài. Vừa nhìn thấy Lục Minh có chiến lực như vậy, bọn họ lập tức nhận lầm chịu thua. Tốt, một lần này ta tha cho các ngươi, nếu như có lần nữa, thiên quy xử trí, định không dễ tha. Lục Minh lạnh mặt nói, hắn tâm lý cũng biết, những người này sở dĩ nhằm vào hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tu vi quá thấp, những người này sợ hãi Lục Minh tu vi không đủ xuất lĩnh bọn họ cùng ác ma giao chiến, không những không chiếm được công huân điểm. Ngược lại sẽ hại bọn họ, cũng không phải tận lực nhằm vào hắn người này. Chỉ cần triển lộ thực lực cường đại, những người này tự nhiên tâm phục khẩu phục. Đội trưởng yên tâm, về sau, ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Ta cũng vậy, những cái này lão thiên binh, nhao nhao tỏ thái độ. Dù sao về sau bọn họ một đội này người, là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Nếu như cũng đã quyết định đi theo Lục Minh, bọn họ tự nhiên là không có hài lòng. Bằng không thì đang cùng ác ma giao chiến thời điểm, hại ngược lại là chính bọn hắn. Tốt, như vậy, lại bắt đầu lại từ đầu thao luyện chiến trận. Lục Minh ra lệnh, hắn hiểu được, nhánh này đội ngũ, đã miễn cưỡng bị hắn thu phục. Đương nhiên, muốn bền chắc như thép, cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng, đó là không có khả năng. Lục Minh cũng không có tính toán thu phục những người này vì hắn bán mạng, hiện tại chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Lục Minh cần vị trí này săn giết ác ma, chỉ cần có thể thu hoạch được công huân điểm là có thể. Ông, chiến trận thôi động, một thanh kim sắc thần kiếm ngưng tụ mà ra, hướng về mặt đất chém xuống. Oanh, mặt đất bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, bất quá không có lưu lại dấu. Nơi này mặt đất, thế nhưng là phủ đầy phù văn trận pháp, bằng bọn hắn thực lực, căn bản không phá hư được mảy may, cho nên bọn họ mới dám hướng trên mặt đất chặt. Không sai, uy lực rất mạnh, Lục Minh gật gật đầu. Những cái kia lão thiên binh không có cố ý quấy rối, chiến trận tự nhiên thuận lợi thúc giục, chỉ là lần đầu tiên, còn không phải quá thông thạo, uy lực không có phát huy đến mạnh nhất, nhưng là phi thường kinh người, thần hoàng cửu trọng tồn tại có thể tùy ý miểu sát. Coi như so thần hoàng cửu trọng chiến lực càng mạnh vài đoạn tồn tại cũng ngăn không được. Lại đến, Lục Minh hét lớn, tiếp tục thao luyện chiến trận, tiếp xuống 20 mấy ngày, bọn họ mỗi ngày đều đang thao luyện chiến trận, qua 20 mấy ngày thao luyện, bọn họ đã có thể làm được vận chuyển như một. Đem chiến trận uy lực phát huy đến to lớn nhất. Kích phát chiến trận liên thủ một đòn, uy năng phi thường khủng bố, coi như không như thần đế cảnh cường giả một đòn, cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Đến lúc này, khoảng cách Lục Minh nhận lấy đến trận phù, vừa vặn một tháng. Lúc này, giáo úy Lưu Đại Năng lại một lần nữa triệu tập bọn họ những đội trưởng này nghị sự. Những năm này, ác ma càng ngày càng thấp điều, tiến công Nam Thiên Thành số lần thiếu, sự tình có chút quỷ dị, Thiên Cung quyết định ngồi khoảng thời gian này. Đem Nam Thiên Thành một vùng chu vi địa hạt, đều chiếm tới, xem như cứ điểm. Thứ nhất có thể mở rộng phòng ngự phạm vi, thứ hai, có thể tiêu diệt một chút ác ma, yếu bớt ác ma thực lực, cho nên khoảng thời gian này, dự định phái ra thiên binh, tiêu diệt toàn bộ Nam Thiên Thành phụ cận một dãy ác ma khu vực, các ngươi phải xuất chiến. Lưu Đại Năng trực tiếp nói ngay vào điểm chính, tốt, rốt cục phải xuất chiến, tới nơi này lâu như vậy rồi, đều không xuất chiến, đều nhanh chết ngộp. Một cái thanh niên vóc người khôi ngô nhếch miệng cười nói. Những đội trưởng khác, cũng lộ ra khác nhau thần sắc. Có ít người lộ ra chờ mong, lộ ra chiến ý. Mà có ít người, thì là sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Bất quá càng nhiều, là lộ ra chờ mong, tỉ như Lục Minh. Dù sao, chỉ có săn giết ác ma, mới có thể thu được công huân điểm, một mực vùi ở Nam Thiên Thành bên trong, có thể không có cái gì công huân điểm. Hiện tại, ta tới phân phối nhiệm vụ, Phong Sợi Thô, Diêu Siêu, Tống Hiểu Kỳ, các ngươi dẫn người. Tiến về nhị cấp khu vực sói đói sơn mạch, tiêu diệt bên trong ác ma. Lưu Đại Năng hạ lệnh, là, trong đó ba cái đội trưởng đứng dậy lĩnh mệnh, Mục Vân, Đại Cương, Tiểu Ngưu, ba người các ngươi dẫn đội tiến về Bát Xà sơn mạch, tiêu
tiêu diệt Bát Xà Sơn mạch ác ma, một tên cũng không để lại. Lưu Đại Năng tiếp tục hạ lệnh, là, Lục Minh ba người đứng dậy lĩnh mệnh, đồng thời, Lục Minh nói thầm trong lòng, thật là tình cờ, tham gia thiên binh khảo hạch thời điểm, đi trước chính là Bát Xà Sơn mạch. Hiện tại trở thành thiên binh về sau, tiêu diệt ác ma nhiệm vụ thứ nhất, cũng là Bát Xà Sơn mạch. Chỉ có thể nói là oan gia ngõ hẹp, Lưu Đại Năng không ngừng phân phó, rất nhanh, 20 cái đội trưởng đều nhận được nhiệm vụ. Hiện tại các ngươi đi trước khu vực, đều là nhị cấp khu vực, cũng là đơn giản nhất, tiêu diệt những cái này khu vực về sau, còn có những nhiệm vụ khác, đến lúc đó, có thể sẽ tiến vào tam cấp khu vực, hiện tại lên đường đi. Lưu Đại Năng hạ lệnh, đám người lĩnh mệnh, rời khỏi nơi này, Lục Minh phản hồi trụ sở, mang theo 49 cái đội viên, rời đi Nam Thiên Thành, hướng về Bát Xà Sơn mạch đi. Ra Nam Thiên Thành, có một mảnh rộng lớn khu vực, mảnh này khu vực là bỏ trống, cũng không có ác ma. Bởi vì vùng này, sớm đã bị Thiên Cung tiêu diệt toàn bộ qua, còn thỉnh thoảng có Thiên Cung cường giả tuần tra, cho nên tương đối mà nói, là an toàn. Bát Xà ác ma sơn mạch, những cái này nhị cấp hoặc là một cấp khu vực, là dựa vào gần khu vực này, đẳng cấp cao ác ma, tương đối ít. Rất nhanh, Lục Minh đám người, liền đi tới Bát Xà ác ma sơn mạch. Lục Minh phát hiện, trừ bọn họ ba chi đội ngũ, còn có mặt khác đội ngũ, hiển nhiên là mặt khác giáo úy thủ hạ phái tới. Tổng cộng bố trí xuống 10 chi đội ngũ, chúng ta vẫn là tách ra, dạng này mới có thể thu được càng nhiều công huân điểm. Một cái khác đội trưởng nghe con nói, ánh mắt quét về phía Lục Minh, lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Lục Minh mới thần hoàng tam trọng tu vi, thế mà cùng hắn quyền thế ngang nhau, hắn một mực có chút khó chịu. Phải biết, hắn chiến lực, thế nhưng là tương đương với thần hoàng cửu trọng. Cho nên, hắn không muốn cùng Lục Minh hành động chung, sợ Lục Minh liên lụy bọn họ. Nói xong, nghe con dẫn người rời đi, đón lấy, một vị khác đội trưởng đại cương, cũng dẫn người rời đi, hiển nhiên cũng là cùng nghe con một dạng tâm tư. Hừ, thực sự là một đám mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Chính là, sớm muộn phải bọn họ lau mắt mà nhìn. Lục Minh đội ngũ, có ít người rất khó chịu. Hiện tại bọn hắn cùng Lục Minh là trên một cái thuyền, Lục Minh bị xem thường, đó chính là bọn họ bị xem thường, tự nhiên khó chịu. Trước hết để cho bọn họ phách lối, trở về sau chúng ta săn giết ác ma nhiều hơn bọn hắn, xem bọn hắn có lời gì nói. Chính là, đội trưởng, chúng ta giết tới đi thôi. Một số người kêu lên. Xuất phát, Lục Minh ra lệnh, đối với hắn người khinh thị, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nói thật, người khác càng nhẹ xem hắn, đối với hắn lại càng có lợi. Giả heo ăn thịt hổ, không phải rất sảng khoái sao? Một nhóm 50 người, vọt vào bên trong Bát Xà ác ma sơn mạch. Đán Đán, dò xét phụ cận ác ma bộ lạc, Lục Minh đối Đán Đán nói, giao cho ta, Đán Đán nhếch miệng cười một tiếng, hai tay kết động ấn quyết, vô tận phù văn nổi lên, chui vào tới mặt đất cùng hư không bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Thật huyền diệu phù văn chi đảo. Những người khác gặp một lần Đán Đán xuất thủ, con mắt đều là sáng lên, lộ ra kinh ngạc. Những người này đều không phải là kẻ yếu, nhãn lực vẫn phải có. Xem xét Đán Đán xuất thủ, liền nhìn ra Đán Đán phù văn chi đảo phi thường huyền diệu, quả thực là cao thâm mặt chắc. Bọn họ minh bạch, bọn họ không chỉ có xem thường Lục Minh, còn xem thường Đán Đán. Mà Đán Đán cùng Lục Minh hiển nhiên là cùng một chỗ, không khỏi bọn họ đối Lục Minh lại cao nhìn mấy lần. Có, phương hướng tây bắc 12 vạn dặm, có một cái ác ma bộ lạc. Đán Đán nói, giết đi qua, Lục Minh hạ lệnh, mang theo đám người, trực tiếp đánh tới cái này bộ lạc. Lần này, cùng lần trước không giống nhau, một lần này, Lục Minh không kiêng nể gì cả, lực lượng 10 phần. Mặc dù, bọn họ đội ngũ bên trong, có được thần hoàng cửu trọng chiến lực, chỉ sợ chỉ có hắn và Lăng Vũ Vi, Đán Đán trận pháp cực kỳ huyền diệu, nhưng là chính diện giao phong năng lực, chỉ sợ còn không có đạt tới thần hoàng cửu trọng. Nhưng là, bọn họ có thiên cung chiến trận, một khi vận chuyển chiến trận về sau, chém giết thần hoàng cửu trọng ác ma, như chém dưa thái rau, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, cho nên, ở nơi này Bát Xà ác ma sơn mạch, hắn không kiêng nể gì cả, không hề cố kỵ. Coi như gặp lần trước cái kia vạn ma đồ thần đại trận, bọn họ cũng có nắm chắc toàn thân mà lui. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cái này bộ lạc, không có chút nào lo lắng, rất nhanh, ác ma này bộ lạc, bị bọn họ tiêu diệt, ác ma linh huyết, bị thu vào. Ác ma linh huyết, tạm thời đều thu ở Lục Minh nơi đó, chờ trở lại Nam Thiên Thành, tự nhiên sẽ theo công lao phân phối. Thiên Cung, tự có một bộ phân phối chế độ, có thể bảo chứng mỗi người đều rất công bằng. Tiêu diệt cái này bộ lạc, Đán Đán rất nhanh lại phát hiện một cái khác bộ lạc, bọn họ lại giết tới. Đối với ác ma, không có người sẽ hạ thủ lưu tình, mặc kệ tu vi mạnh yếu, hết thảy giết chết. Cứ như vậy, bọn họ một đường quét ngang qua, hai ngày thời gian,
liền san bằng vượt qua 50 cái bộ lạc. Thời gian dần trôi qua, bọn họ tiếp cận Bát Xà Ác Ma Sơn Mạch Hạch Tâm, Bát Xà Giao Hội địa phương, cũng chính là Bát Xà Ác Ma Vương Quốc địa hạt. Muốn thu hoạch được càng nhiều công lao, liền muốn tiêu diệt Bát Xà Ác Ma Vương Quốc, bất quá mọi người phải cẩn thận, Bát Xà Ác Ma Vương Quốc cao thủ rất nhiều, thần hoàng cửu trọng ác ma, tuyệt đối không bằng 400 cái phía dưới, có thể sẽ càng nhiều. Lục Minh nói, lần trước thần Hà Phong đại chiến, Bát Xà Ác Ma Vương Quốc xuất động thần hoàng cửu trọng cao thủ, thì có 400 cái tả hữu. Lục Minh đoán chừng, Bát Xà Ác Ma Vương Quốc, không có khả năng toàn bộ điều động, hẳn còn có giữ lại, như vậy, toàn bộ cộng lại, thần hoàng cảnh cửu trọng cao thủ, ở 500 cái phía trên, cũng là có khả năng. Mà thần hoàng thất trọng, thần hoàng bát trọng tồn tại, nhất định sẽ càng nhiều. Nếu như bằng bọn họ những người này chân thực chiến lực, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, tuyệt đối một con đường chết. Bất quá, bọn họ hiện tại có chiến trận, cho nên bọn họ không kiêng nể gì cả. Nhiều cao thủ như vậy, toàn bộ diệt sát, có thể được bao nhiêu công huân điểm. Đội trưởng, tranh thủ thời gian lên đường đi, chớ để cho mặt khác đội ngũ giành trước. Đúng vậy à, một số người nhao nhao mở miệng, lộ ra chờ mong, hận không thể lập tức giết tới Bát Xà Ác Ma Vương cung đi. Xuất phát, Lục Minh hạ lệnh, đám người không có dừng lại, trực tiếp hướng về Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương cung phóng đi. Nhưng là một đoạn thời điểm về sau, Lục Minh nhướng mày. Bởi vì đằng sau đoạn đường này, bọn họ thế mà không có đụng phải một cái ác ma. Theo lý thuyết, càng là tiếp cận Bát Xà Ác Ma Vương cung, ác ma số lượng sẽ càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh. Nhưng là nơi này, lại không có ác ma, nhất là bọn họ trải qua vài tòa cao lớn thành trì, nhưng là thành trì lại trống rỗng, không có một cái nào vạn ma. Cũng không có phát hiện ác ma thi thể, thật giống như, những cái này ác ma, hư không tiêu thất. Hẳn là rút lui, có mặt khác đội ngũ vượt lên trước một bước, đến chỗ này. Lục Minh nói, vậy chúng ta phải mau đi, Đán Đán thúc giục nói. Hiện tại, hắn cũng vô cùng khát vọng công huân điểm. Đám người tăng nhanh tốc độ, hướng về Ác Ma Vương cung đi. Không lâu sau đó, bọn họ liền gần sát Ác Ma Vương cung. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Sau đó liền nhìn thấy từng đạo thần quang trùng thiên, cũng có ma sát chi khí tràn ngập giữa trời. Rất hiển nhiên, phía trước đang phát sinh đại chiến kịch liệt. Quả nhiên, đã có đội ngũ sớm giết tới nơi này. Thu liếm khí tức, chúng ta tới gần nhìn xem, Lục Minh hướng mọi người nói. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện xông đi lên, lấy hắn trước sau như một tác phong, là trước tới gần nhìn xem tình huống có lợi liền xuất thủ, tình huống bất lợi quay người đi. Khoảng cách mấy vạn dặm, đối với bọn hắn mà nói, trong nháy mắt tức đến. Phía trước, xuất hiện từng tòa cự đại sơn phong, ở những cái này ngọn núi phía trên, xây dựng một tòa tòa cung điện to lớn. Nơi này, chính là Bát Xà Ác Ma Vương Cung, mà giờ khắc này, Bát Xà Ác Ma Vương Cung hoàn toàn trở thành chiến trường. Ma sát chi khí trùng tiêu. Vô số ác ma hội tụ thành một tòa đại trận, hóa thành một tôn tôn to lớn ma ảnh, hống khiếu như sấm, chấn động thiên địa. Mà một bên khác, thì là hồng hoang vũ trụ bên này đội ngũ. Tổng cộng có 5 chi đội ngũ, trong đó, cùng Lục Minh bọn họ cùng đi 2 chi đội ngũ thình lình đều ở, đội trưởng là Đại Cương cùng Nghé Con. Thiên cung bên này 5 chi đội ngũ, toàn bộ thúc giục chiến trận, ngưng tụ ra 5 thanh kim sắc thần kiếm, uy lực cực kỳ cường đại, cùng từng tôn to lớn ác ma giao phong. Không thể không nói, thiên cung loại trận pháp này, thật sự huyền diệu hết sức, trận phù dung nhập thiên binh chế thức chiến giáp bên trong, một khi thôi động, không chỉ có thể kích phát tu hành giả bản thân lực lượng, còn có thể kích phát thiên binh chiến giáp lực lượng, có thể bùng nổ uy lực phi thường kinh người. Năm thanh kim sắc chiến kiếm tung hoành, thế mà cùng ác ma vạn ma đồ thần đại trận, đánh khó phân thắng bại. Giao chiến một hồi, đều không có phân ra thắng bại. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Có người hỏi Lục Minh, chờ một chút. Lại có người đến, Lục Minh thấp giọng nói, quả nhiên, cách đó không xa, có từng đạo hào quang, hướng về bên này bay tới. Là thiên cung mặt khác một chi đội ngũ, nhánh này đội ngũ một đuổi tới, lập tức liền bày ra một tòa đại trận, ngưng tụ ra một thanh kim sắc chiến kiếm, giết vào chiến trường. Nhiều hơn một chi đội ngũ gia nhập, để thiên cung bên này thực lực mạnh hơn, bắt đầu chiếm thượng phong, áp chế ác ma bên kia. Mấy tôn cao lớn ác ma, bị áp liên tiếp lui về phía sau. Đội trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian ra tay đi, hiện tại xuất thủ, có thể nhất cử đánh tan ác ma trận pháp. Có người đề nghị, được, Lục Minh gật gật đầu, đang muốn hạ lệnh xuất thủ, nhưng ngay lúc đó, Lục Minh sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Chờ một chút, Lục Minh vừa muốn hạ lệnh xuất thủ, cùng một chỗ tiến công ác ma, nhưng là lập tức hắn sắc mặt nghiêm túc xuống tới, ngăn chờ đám người xuất thủ. Bởi vì vừa rồi, cốt ma cho Lục Minh truyền âm, Lục Minh,
Trước đường xuất thủ, ta cảm giác được ác ma trong vương cung cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ. Lực lượng đáng sợ, Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, nghi ngờ nói. Không sai, một cỗ hư hư thực thực thần đế khí tức. Cốt ma nói, thần đế, Lục Minh tâm lý đại chấn. Bát xà ác ma vương cung bên trong có thần đế. Không phải nói, bát xà ác ma vương quốc, mạnh nhất chỉ là thần hoàng cửu trọng sao, làm sao sẽ có thần đế cảnh cường giả. Thần đế cảnh, so thần hoàng cảnh mạnh hơn nhiều lắm, bình thường đến giảng, cho dù là nhiều thần hoàng cửu trọng, cũng rất khó cùng thần đế tranh phong. Nếu như bên trong bát xà ác ma vương cung, có thần đế cảnh tồn tại, như vậy một trận chiến này, thiên cung người, muốn nguy hiểm. Cỗ này khí tức rất yếu, giống như là thần đế, nhưng lại không giống. Cốt ma nói nhỏ, tựa hồ chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút. Oanh, ngay lúc này, bát xà ác ma vương cung chỗ sâu, bộc phát ra một đạo đáng sợ ma sát chi khí. Ma sát chi khí trùng thiên, một bóng người, đột nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời. Đó cũng là một tôn ác ma, bất quá thoạt nhìn, rất lớn tuổi, là một tôn lão ác ma. Là quốc vương bệ hạ, thực sự là quốc vương bệ hạ, quốc vương bệ hạ xuất quan, chẳng lẽ quốc vương bệ hạ đã đột phá? Loại khí tức này, tuyệt đối không phải ma hoàng khí tức, mà là ma đế khí tức. Rất nhiều ác ma giống to, ác ma cảnh giới, cùng thần đạo cảnh giới rất giống, chỉ bất quá không phải lấy thần hoàng thần đế đi phân chia, mà là lấy ma hoàng ma đế đi phân chia. Ma hoàng tương đương với thần hoàng, ma đế tương đương với thần đế. Lão giả này chính là bát xà ác ma vương quốc quốc vương. Hồng hoang vũ trụ sinh linh chết, bát xà ác ma vương quốc quốc vương quát lạnh. Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo ma quang, xông về thiên cung trong đó một chi đội ngũ. Hiu, kinh thiên ma sát chi khí, ngưng tụ ra một thanh ma kiếm, chém về phía cái kia một chi đội ngũ, kiếm khí trùng tiêu, uy thế kinh thiên. Toàn lực điều khiển đại trận, ngăn trở. Cái kia một chi đội ngũ đội trưởng giống to, một nhóm 50 người, toàn lực thôi động đại trận, ngưng tụ ra một thanh kim sắc thần kiếm, hướng về phía trước chém ra. Oanh, một thanh ma kiếm, một thanh kiếm thần, chính diện giao phong cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Bầu trời một bên là ma khí, một bên là kim sắc thần quang. Nhưng là, cục diện này, cũng vẻn vẹn chỉ là kéo dài vài giây đồng hồ, ma sát chi khí bỗng nhiên đại thịnh, áp chế hoàn toàn kim sắc thần quang. Đụng một tiếng, kim sắc chiến kiếm trực tiếp sụp đổ nổ bể ra. Ma kiếm không ngừng, tiếp tục hướng phía trước chém tới. Ngăn trở, cái kia một chi đội ngũ tất cả mọi người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liều mạng thôi động trận pháp, ở tại bọn hắn 50 người chung quanh. Xuất hiện một lồng ánh sáng, đây là phòng ngự quang cháo. Oanh, ma kiếm hung hăng chạm tại phòng ngự quang cháo bên trên, lại có một tiếng kinh thiên oanh minh bộc phát ra. Sau một khắc, phòng ngự quang cháo phía trên xuất hiện từng đạo vết sách, tiếp lấy đụng một tiếng, phòng ngự quang cháo trực tiếp nổ tung. Từng tiếng kêu thảm vang lên, cái kia một chi đội ngũ bên trong 50 người, tối thiểu có hơn 20 người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, chết tại chỗ. Cho dù là bọn họ có thiên binh chế thức chiến giáp, có thể chống đối thần hoàng cửu trọng toàn lực nhất kích cũng vô dụng, bị sắc bén vô cùng kiếm khí đánh giết. Còn dư lại những người kia, thực lực mạnh hơn một chút, nhưng là thân hình nhanh lùi lại, rất nhiều người trên người xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết thương, phun máu phè phè, thương thế cực nặng. Chỉ có cái kia đội trưởng, tình huống muốn tốt rất nhiều, cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Bởi vì, đội trưởng đều là nhị đẳng thiên binh chiến giáp, có thể chống đối thần đế nhất trọng cường giả toàn lực nhất kích. Đáng chết, là thần đế cảnh tồn tại. Bát xà ác ma sơn mạch, làm sao có thể có thần đế cảnh tồn tại. Mặt khác mấy chi đội ngũ người, cũng hoảng sợ kêu to lên. Tốt, giết hồng hoang vũ trụ sinh linh, giết sạch bọn họ. Diệt thiên cung cay gà, ác ma bên kia, sĩ khí tăng nhiều, rất nhiều ác ma hưng phấn ngao ngao kêu to. Trước kia, bát xà ác ma vương quốc quốc vương, một mực bế quan trùng kích ma đế chi cảnh. Tất cả sự vật đều do vương tử Tát Ma La tạm thay. Kỳ thật, trong lòng mọi người đối với quốc vương có thể hay không đột phá ma đế cảnh, cũng không có chút nào nắm chắc. Bởi vì, muốn đột phá ma đế, quá khó khăn. Bát xà sơn mạch lịch sử phía trên, có thể đột phá đến ma đế cảnh, đều không có mấy cái. Không nghĩ tới, bát xà ác ma vương quốc quốc vương, thật đột phá, còn ở thời khắc mấu chốt giết đi ra, thật sự là phấn chấn lòng người. Giết, bát xà ác ma vương quốc quốc vương thét dài. Lại hóa thành một thanh ma kiếm, thẳng hướng mặt khác một chi đội ngũ. Nhánh này đội ngũ, là đại cương đội ngũ. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến đại cương bọn họ, căn bản không tránh khỏi. 50 người hành động chung, tốc độ không thể nghi ngờ giảm bớt rất nhiều, nhưng là, bọn họ lại không dám tách ra, hiện trường ác ma cường giả nhiều như vậy, bọn họ nếu như tách ra, không bố trí xuống đại trận, vậy càng thêm chỉ có đường chết một đầu.
thôi động đại trận, toàn lực thôi động đại trận. Đại cương điên cuồng giống to, bọn họ cái kia một chi đội ngũ, toàn lực thôi động đại trận, ngưng tụ ra kim sắc chiến kiếm, cùng bát xã ác ma vương quốc quốc vương đối kháng. Đáng tiếc, kết quả cùng trước đó cái kia một chi đội ngũ không sai biệt lắm. Ma kiếm phía dưới, chiến trận sụp đổ, bên trong có tiếp gần một nửa người chết tại chỗ, những người còn lại, cũng bị trọng thương, chỉ có đội trưởng đại cương không có dựa vào nhị đẳng thiên binh chiến giáp, không có thụ thương. Liên tục hai chi đội ngũ bị phá ra chiến trận vừa vỡ, những người này, chẳng khác nào phế. Phải biết, bốn phía còn có vô số ác ma, bố trí xuống đi tới ác ma đại trận, những người này bị ác ma vây quanh, căn bản không xông ra được. Liên phá hai chi đội ngũ, bát xà ác ma vương quốc quốc vương, vẫn không có dừng tay ý tứ, tiếp tục phát động công kích, đánh tới chi thứ ba đội ngũ. Chi thứ ba đội ngũ mặc dù liều mạng chống cự, nhưng là kết quả cùng trước đó hai chi đội ngũ một dạng, đồng dạng bị phá ra, chết gần một nửa. Nguyên bản có 6 chi đội ngũ, lập tức bị đánh phế 3 cái, chỉ còn lại có 3 chi. Lúc này, bát xà ác ma vương quốc quốc vương mới ngừng lại được, đứng ở không trung, nói, vạn ma đồ thần đại trận phát động, tiêu diệt bọn họ. Giết a, vô số ác ma giống to, phát động vạn ma đồ thần đại trận, từng tôn to lớn ma ảnh, hướng về thiên cung người bên này đánh tới. 3 chi bị đánh phế đội ngũ, không có chiến trận, căn bản không ngăn cản được những cái này ác ma, không ngừng bị giết. Chỉ có 3 chi hoàn chỉnh đội ngũ, dựa vào trận pháp, ra sức chống đối. Nhưng là, chỉ có 3 chi đội ngũ, căn bản không phải vạn ma đồ thần đại trận đối thủ, hoàn toàn rơi vào hạ phong, tiếp tục như vậy, dần dần, trận phá người vong là khẳng định. Cái kia bát xà ác ma vương quốc vương, thế mà không ở tiến công. Nơi xa, Lục Minh kinh ngạc, lấy bát xà ác ma vương quốc vương thực lực, lẽ ra thừa thế xông lên, phá hết còn lại 3 chi đội ngũ chiến trận mới đúng, khinh địch như vậy có thể đem thiên cung người bên này toàn diệt. Làm sao chỉ phá mất 3 chi đội ngũ, liền dừng lại. Dựa theo bình thường mà nói, bát xà ác ma vương quốc quốc vương, không nên thừa thế xông lên, đem còn dư lại 3 chi đội ngũ chiến trận, toàn bộ đánh tan sao. Chỉ cần đánh tan thiên cung bên này chiến trận, như vậy, thiên cung người bên này, cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Nhưng bát xà ác ma vương quốc vương, hết lần này tới lần khác chỉ là đem bên trong 3 chi đội ngũ đánh tan, lưu lại 3 chi, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Ta đã biết. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Lúc này, Cốt Ma lại kêu lên. Cốt Ma, ngươi biết điều gì? Lục Minh hỏi. Ta nhìn ra, gia hỏa này cũng không có chân chính đột phá đến thần đế cảnh. Hắn tản mát ra khí tức, là một loại giả tượng. Ta đoán chừng, hắn đang thời điểm đột phá xảy ra đại vấn đề, chỉ là nửa bước vào thần đế cảnh. Cốt Ma nói, chỉ nửa bước vào thần đế cảnh. Lục Minh nghi hoặc, thế mà còn biết xuất hiện tình huống như vậy. Không sai, hồng hoang vũ trụ lịch sử phía trên. Xuất hiện tình huống như vậy số lượng cũng không ít, bình thường là một số người rõ ràng không đủ tư cách trùng kích thần đế cảnh, lại cưỡng ép trùng kích, loại người này, thất bại rất nhiều, nhưng cũng có giống loại tình huống này, chỉ thành công nửa phần, cuối cùng chỉ nửa bước vào thần đế, tình huống như vậy, hắn tu vi cảnh giới, cực kỳ không ổn định, một hồi ở thần đế, một hồi ở thần hoàng. Hơn nữa, nếu như không thể ở vạn năm bên trong, hoàn toàn bước vào thần đế, liền sẽ bạo thể mà chết. Cốt Ma giới thiệu nói, ngươi là nói, vừa rồi hắn xuất thủ thời điểm, là ở thần đế cảnh tu vi, mà lúc này, rơi vào thần hoàng. Lục Minh hạng gì thông minh, một điểm liền thông, trong mắt tràn ngập một sợi sát cơ. Không sai, Cốt Ma gật đầu nói, vậy hắn cái này rơi xuống thời gian không biết làm sao tính, sẽ không hạ một khắc liền khôi phục lại thần đế cảnh a? Lục Minh hỏi, sẽ không, rơi xuống ở thần hoàng cảnh, ít nhất phải mấy giờ, mới có thể có khả năng khôi phục lại thần đế cảnh. Cốt Ma nói, mấy giờ? Lục Minh con mắt càng thêm sáng, một đầu kế sách, từ trong lòng nổi lên. Tiểu tử, hiện tại thế nhưng là xuất thủ thời cơ tốt. Cốt Ma nói, không sai, bất quá, đối phương vạn ma đại trận, không thể khinh thường, cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ có thể dựa vào đán đán. Cơ hồ ở trong khoảnh khắc, một đầu hoàn chỉnh kế sách, liền hiện lên ở Lục Minh trong đầu. Chư vị, ta dự định xuất thủ, đánh giết cái kia bát xà ác ma vương quốc quốc vương. Tiếp đó, Lục Minh cho đán đán. Lăng Vũ Vi tất cả người truyền âm. Cái gì? Nghe được Lục Minh nói như vậy, tất cả mọi người đều thất kinh, khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Lục Minh lại muốn đi giết một vị thần đế. Đây chính là thần đế, coi như bọn họ bố trí xuống chiến trận, cũng là chuyện vô bổ, chỉ có đường chết một đầu, vết xe đổ đang ở trước mắt. Lục Minh đây là nổi điên. Yên tâm, ta không có nổi điên, cái này bát xà ác ma vương quốc quốc vương, cũng không hề hoàn toàn bước vào thần đế cảnh, chỉ nửa bước vào thần đế mà thôi. Cực kỳ không ổn định. Lập tức, Lục Minh đem Cốt Ma nói cho hắn biết tin tức,
cùng đám người giải thích một lần. Đám người nghe được về sau, ngạc nhiên không thôi. Mục Vân, ngươi có kế hoạch gì? Lăng Vũ Vi hỏi, kế hoạch của ta là, trước hết giết Bát Xà Ác Ma Vương Quốc Quốc Vương, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy đi qua, đối phương nhất định sẽ phát hiện, ẩn tàng ở trong Vạn Ma Đồ Thần Đại Trận, liền không dễ giết. Cho nên, chỉ có thể ta và ngươi xuất thủ, trôi qua lặng lẽ, thì triển thủ đoạn mạnh nhất, nhất cử đem Bát Xà Ác Ma Vương Quốc Quốc Vương đánh giết. Mà Đán Đán, là lặng lẽ bày trận, bố trí xuống phá giải Vạn Ma Đồ Thần Đại Trận trận pháp, đương nhiên, thuận tiện làm một cái có thể ẩn tàng hai người chúng ta khí tức trận pháp. Làm hai người chúng ta đánh giết Bát Xà Ác Ma Vương Quốc Quốc Vương về sau, chúng ta cấp tốc tụ hợp, bố trí xuống chiến trận, săn giết ác ma. Lục Minh nhanh chóng đem kế hoạch bản thân nói ra. Hắn kế hoạch, chủ yếu từ tam hoàn. Vòng thứ nhất, Đán Đán đi bày trận. Vòng thứ hai, hắn và Lăng Vũ Vi xuất thủ, bằng cường công phạt thủ đoạn, nhất cử đánh giết Bát Xà Ác Ma Vương Quốc Quốc Vương. Vòng thứ ba, bọn họ cấp tốc tụ hợp, bố trí xuống chiến trận, phá mở Vạn Ma Đồ Thần Đại Trận, săn giết ác ma. Yên tâm, giao cho ta. Đán Đán gật gật đầu, bỗng nhiên trên người tràn ngập ra rậm rạp chằng chịt phù văn, hắn thân hình liền hư không tiêu thất. Lục Minh đám người tiếp tục chờ đợi. Thiên cung bên kia giờ phút này càng thêm nguy cấp. Ba chi tạo thành chiến trận đội ngũ chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ, phi thường thụ động, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Mà cái kia ba chi bị phá chiến trận đội ngũ thì càng thảm. Ba chi đội ngũ cộng lại lúc đầu có 150 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Đúng vậy, chỉ còn lại 3 cái đội trưởng, dựa vào nhị đẳng thiên binh chiến giáp, đau khổ trèo trống. Những người khác chết hết, không còn một mống. Cho dù là 3 cái kia đội trưởng cũng chống đỡ không được bao lâu, nhị đẳng thiên binh chiến giáp cũng không phải vạn năng, năng lượng sẽ hao hết. A, ta không cam, ta vừa mới trở thành thiên binh a. Còn dư lại những người này phát ra không cam lòng giống to, sau đó dùng hết toàn lực chống đối, không cam tâm chết tại nơi này. Cho dù có một phần vạn cơ hội, bọn họ đều muốn tranh thủ. Cái này chính hợp Lục Minh ý tứ, có thể vì bọn hắn tranh thủ thêm một chút thời gian. Đán Đán, phải nhanh một chút à. Lục Minh nói nhỏ, Bát Xà Ác Ma Vương Quốc Quốc Vương rơi xuống thần hoàng thời gian, ước chừng mấy giờ, nhưng là cụ thể mấy giờ, lại không nhất định. Nhưng bị chờ bọn hắn xuất thủ thời điểm, đối phương đã khôi phục thần đế tu vi, vậy thì phiền toái. Còn tốt, Đán Đán tốc độ rất nhanh, không đủ 2 giờ, liền đã phản hồi. Các ngươi có thể ra tay rồi, đã giải quyết, Đán Đán nói, vung tay lên, từng nét bùa chú, bò lên trên Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi thân thể, để hai người thân thể, giống như ẩn thân đồng dạng, khí tức cũng biến thành cực kỳ bí ẩn. Hai người không có dừng lại, trực tiếp xuất phát, dọc theo bên cạnh, đi vòng Vạn Ma Đồ Thần Đại Trận, hướng về Bát Xà Ác Ma Vương Quốc Quốc Vương đi. Bát Xà Ác Ma Vương Quốc Quốc Vương, đứng chắp tay, đứng ở cao không. Hắn rất tự tin, hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, có người dám ra tay với hắn. Lúc trước hắn triển lộ chiến lực, đủ để đem người sợ mất mật. Cho nên, hắn cảnh giác, cũng không có quá nặng. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, trên người bị Đán Đán bày ra trận pháp bao phủ, lặng yên không tiếng động tới gần Bát Xà Ác Ma Vương Quốc Quốc Vương. Trên đường, Lục Minh còn quan sát đến chiến trường tình huống. Ba cái kia không có chiến trận đội trưởng, cho dù có nhị đẳng thiên binh chiến giáp, cũng không khả năng kiên trì lâu như vậy. Về phần còn dư lại ba chi bố trí xuống chiến trận đội ngũ, lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Bởi vì, bên trong rất nhiều người khí tức, đều phi thường uể oải, trong miệng máu tươi chảy ra, đã nhanh muốn kiệt lực. Bọn họ chiến trận, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Oanh, a a, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm, sau đó truyền ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong đó một chi đội ngũ chiến trận, rốt cục không kiên trì nổi, bị đánh tan. Tạo thành chiến trận 50 người, lập tức có 20 mấy người, bị ác ma đánh giết, chết tại chỗ. Lại có một cái chiến trận bị phá, có một nửa người chết tại chỗ, những người còn lại cũng bỏ mạng bay loạn, đáng tiếc, căn bản không bay ra được, như cá trậu chim lồng, tràn đầy hoảng hốt. Giết, giết a, ha ha ha, giết những cái này hồng hoang vũ trụ sinh linh, đêm nay có thể mở tiệc ăn mừng, ăn no nê. Chú ý, lưu lại toàn thây, không muốn hủy, cái này nhưng đều là vật đại bổ. Chung quanh ác ma gào thét kêu to, thôi động Vạn Ma Đồ Thần Đại Trận, truy sát thiên cùng những thiên binh kia. Không có chiến trận, những thiên binh này, căn bản không phải ác ma đối thủ, không ngừng bị săn giết. Còn dư lại 20 mấy người, một cái tiếp một cái chết ở nơi này. Mà giờ khắc này, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đã tiếp cận Bát Xà Ác Ma Vương Quốc Quốc Vương trong vòng 100 dặm. Ngươi ngay ở chỗ này xuất thủ, ta giết đi qua. Lục Minh đối Lăng Vũ Vi truyền âm, 100 dặm khoảng cách, Lăng Vũ Vi mũi tên uy lực, hoàn toàn ở vào đỉnh phong.
Tốt, ngươi phải cẩn thận. Lăng Vũ Vi nói, ánh mắt lộ ra lo lắng. Lục Minh giết đi qua cận chiến, nếu như Bát Xà Ác Ma Vương quốc quốc vương chiến lực còn bảo trì ở thần đế cảnh, kia Lục Minh liền nguy hiểm, mà nàng còn có thoát thân chỗ trống. Yên tâm, Lục Minh cười một tiếng, tiếp tục tới gần Bát Xà Ác Ma Vương quốc quốc vương. Mà Lăng Vũ Vi trong tay mang huyết tinh linh vương cung đã xuất hiện. Oanh, một cổ khí tức cường đại từ Lăng Vũ Vi trên người bộc phát ra, một gốc đại thủ che trời hiện lên, rồi rào mênh mông lực lượng quán chú đến Lăng Vũ Vi bên trong tinh linh vương cung. Ông, tinh linh vương cung chấn động, một căn mũi tên ngưng tụ mà ra. Tất cả những thứ này, nói đến chậm, kỳ thật rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, một đạo mũi tên phá không phi ra, bắn về phía Bát Xà Ác Ma Vương quốc quốc vương. Mũi tên vừa ra, Bát Xà Ác Ma Vương quốc quốc vương liền cảm ứng được. Lớn mật, tự tìm cái chết, Bát Xà Ác Ma Vương quốc quốc vương gầm thét, cường thịnh ma sát chi khí phóng lên tận trời, hóa thành một thanh khổng lồ ma kiếm, hướng về Lăng Vũ Vi chém tới. Bất quá, khí tức còn kém rất rất xa trước đó. Thần hoàng cảnh, Lục Minh ánh mắt sáng lên, quả nhiên, thời khắc này Bát Xà Ác Ma Vương quốc quốc vương tu vi, ở vào thần hoàng cảnh, cũng không phải là thần đế. Chỉ cần là thần hoàng, liền dễ làm. Oanh, trong phút chốc, Lăng Vũ Vi mũi tên cùng Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương ma kiếm, đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Sau đó, Lăng Vũ Vi mũi tên đụng một tiếng, nổ bể ra đến, mà ma kiếm đồng dạng sụp đổ, Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương cho dù không ở thần đế cảnh, tạm thời rơi vào thần hoàng cảnh, chiến lực y nguyên mạnh kinh người. Hắn dù sao cũng là bước vào thần đế cảnh tồn tại, cho dù tạm thời rơi vào thần hoàng cảnh, vậy cũng xa xa so phổ thông thần hoàng cửu trọng tồn tại hiếu thắng. Phải biết, hiện tại Lăng Vũ Vi đã đột phá đến thần hoàng tứ trọng cảnh, toàn lực thôi động mang huyết tinh linh vương cung, bắn giết phổ thông thần hoàng cửu trọng, quả thực là như chém dưa thái rau. Thế nhưng là, một chiêu kia mới vừa rồi, lại cùng Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương liều cái cân sức ngang tài. Còn tốt, xuất thủ không phải Lăng Vũ Vi một người. Ở Lăng Vũ Vi xuất thủ trong nháy mắt, Lục Minh cũng xuất thủ. Hắn tay trái cầm Liệt Phong Châu, tay phải cầm Băng Huyền Côn. Đầu tiên thôi động Liệt Phong Châu, một cỗ cường đại liệt phong bị dẫn dắt ra đến, hóa thành một đạo đáng sợ phong nhận, thẳng hướng Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương. Ở Lục Minh tu vi vẫn thần hoàng nhị trọng thời điểm, toàn lực dẫn dắt Liệt Phong Châu bên trong lực lượng đã có thể so với thần hoàng cửu trọng. Mà bây giờ, Lục Minh tu vi đã đột phá thần hoàng tam trọng, tăng thêm đại thần phong thuật, lại đạt đến đại thành, dẫn dắt ra đến liệt phong uy lực so trước đó mạnh gấp bội. Liệt phong phong nhận bay ra đồng thời, Lục Minh thể nội cấm kỵ chi lực điên cuồng đưa vào Băng Huyền Côn. Băng Huyền Côn kịch liệt biến lớn, như một đầu sơn mạch vắt ngang giữa thiên địa, hướng về Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương đánh tới. Lục Minh nắm chắc thời cơ, thật sự quá tốt rồi. Vừa lúc là Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương cùng Lăng Vũ Vi đối một chiêu, thân hình lui về phía sau thời điểm. Lúc này, Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương chính là thời điểm lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh, mà Lục Minh công kích đã đến. Giống, Bát Xà Ác Ma Vương quốc phát ra rít lên một tiếng, cưỡng ép bộc phát mãnh liệt ma sát chi khí, một đôi ác ma cánh cũng nhanh chóng biến lớn, đem hắn bảo hộ ở trung gian. Oanh, liệt phong phong nhận đánh trúng Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương, cường đại lực lượng đem đối phương oanh hướng về phía sau nhanh lùi lại, đồng thời nóng bỏng liệt phong không ngừng thiêu đốt lấy Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương thân thể. Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương phát ra gào thống khổ, mà lúc này đây Băng Huyền Côn đã oanh đến. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi thế công, một vòng tiếp một vòng, căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Lục Minh hiện tại đột phá đến thần hoàng tam trọng, toàn lực thôi động Băng Huyền Côn uy lực, đã đáng sợ tới cực điểm, không thể so với Lăng Vũ Vi bắn ra mũi tên yếu. Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương phát ra gào thét, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, toàn lực vận chuyển lực lượng chống đối. Nhưng là, lúc này, bọn họ một thân lực lượng, chỉ sợ vận chuyển không ra năm thành. Oanh, Băng Huyền Côn chính xác đánh trúng Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương, tựa là hủy diệt lực lượng bộc phát, Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương một đôi ác ma cánh dẫn đầu vỡ nát ra. Băng Huyền Côn không ngừng đánh vào Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương trên người, đối phương thân thể bắn mạnh ra rất nhiều máu sương mù, thân thể như một cái thiên thạch đồng dạng hướng về phía dưới bay đi, đụng vào một tòa ngọn núi to lớn phía trên. Một tiếng kịch liệt oanh minh, sơn phong cùng trên ngọn núi cung điện hoàn toàn nổ bể ra đến, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Mà Bát Xà Ác Ma Vương quốc vương thân thể liền khảm nạm ở hố to. Chỉ là, hắn quá thê thảm, nửa người trên của hắn, bao quát đầu lâu, đã không thấy, hoàn toàn bị Băng Huyền Côn oanh nổ tung đến. Chỉ còn lại có nửa người dưới, tự nhiên là chết không thể chết lại.
Bát xã ác ma vương quốc vương, chết. Một lần này, hiện trường ác ma, đều ngẩn ra. Mới vừa tất cả, nói đến chậm, kỳ thật chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Từ Lăng Vũ Vi xuất thủ, lại nói tiếp Lục Minh xuất thủ, nhất cử oanh sát bát xã ác ma vương quốc quốc vương, đều ở trong khoảnh khắc hoàn thành. Chung quanh những cái này ác ma mới vừa kịp phản ứng, bát xã ác ma vương quốc quốc vương, liền bị đánh chết. Cái này, những cái này ác ma, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trừng to mắt, rất khó tin tưởng bọn họ quốc vương, cứ như vậy bị giết. Vừa rồi, bọn họ quốc vương, còn tràn ngập vô địch khí khái, có được thần đế cảnh chiến lực, một chiêu đánh tan đối phương một chi đội ngũ, cường đại lại vô địch. Nhưng sau một khắc, tại sao lại bị đánh chết? Đầu của bọn hắn, lập tức có chút ngốc, không chỉ có là bọn họ, coi như thiên cung người, cũng có chút sững sờ. Bất quá, bọn họ phản ứng mau một chút, vội vàng toàn lực công kích, muốn lao ra, kém chút đem vạn ma đồ thần đại trận lao ra một cái lỗ thủng. Quốc vương chết, a, à, đáng chết, ra tay toàn lực, giết những ngày này cung tạp chủng, vì quốc vương báo thù. Giết, vô số ác ma giống to, vạn ma đồ thần đại trận, một lần nữa vận chuyển, thẳng hướng thiên cung những người kia. Đồng thời, cũng có rất nhiều công kích, đánh giết hướng Lục Minh bọn họ. Những cái kia ác ma, cũng phát động công kích, hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi giết tới. Bất quá, Lục Minh bọn họ đã sớm chuẩn bị, nhất cử oanh sát bát xà ác ma vương quốc quốc vương về sau, bọn hắn thân hình, liền hướng sau nhanh lùi lại, mà Lục Minh những cái kia thủ hạ, cái này nhanh chóng phóng tới Lục Minh bọn họ. Chỉ là mấy hơi thở, bọn họ liền tụ hợp lại cùng nhau. Đồng thời, Đán Đán thân ảnh cũng tức thời xuất hiện, cùng hắn sao tụ hợp. Một tụ hợp lại cùng nhau, bọn họ liền bắt đầu thôi động chiến trận. Ong ong ong, bọn họ trên người chiến giáp phát ra quang huy, hai bên sinh ra cộng minh, thật giống như có một căn vô hình sợi tơ, đem bọn hắn nối liền cùng một chỗ. Chiến trận, thôi động, sáng lạng quang mang bộc phát, ngưng tụ ra một thanh kim sắc chiến kiếm, chém ngang mà ra, cùng ác ma tấn công về phía bọn họ công kích, đụng vào nhau, chặn lại ác ma công kích. Giết, giết bọn hắn, toàn lực thôi động vạn ma đồ thần đại trận, hôm nay, để bọn hắn một cái đều đừng nghĩ rời đi. Đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, là quốc vương báo thù. Số lẫn ác ma gào thét, toàn lực điều khiển vạn ma đồ thần đại trận. Nơi này là bát xà ác ma vương quốc quốc đô, hơn nữa trước đó bát xà ác ma vương quốc liền sẽ chung quanh ác ma cao thủ, toàn bộ tụ lại, cho nên nơi này ác ma cường giả, số lượng nhiều kinh người. Thần hoàng cửu trọng ác ma, tối thiểu có 500 cái. Về phần thần hoàng bát trọng cùng thần hoàng thất trọng, kia liền càng nhiều, cộng lại đều nhanh hơn vạn. Đây mới thật là vạn ma đồ thần đại trận, tổng cộng ngưng tụ ra 13 tôn to lớn ma ảnh, uy lực phi thường kinh người, coi như không có đạt tới thần đế cảnh lực công kích, cũng sẽ không kém quá xa. Thiên cung bên này mấy chi đội ngũ, nếu không phải dựa vào chiến trận, hơn nữa có thể kích phát ra thiên binh chiến giáp lực lượng, là căn bản không ngăn nổi, cách biệt quá xa. Cho dù dạng này, cũng ít nhất phải 5 đến 6 chi đội ngũ, mới có thể ngăn ngụ. Mà bây giờ, thiên cung bên này, cho dù tăng thêm Lục Minh bọn họ, cũng mới 3 chi đội ngũ, chính diện chống đỡ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. 13 tôn to lớn ma ảnh, trong đó có 6 tôn ma ảnh, toàn lực công kích còn dư lại 2 chi đội ngũ. Có 5 tôn ma ảnh, thẳng hướng Lục Minh bọn họ, muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Mỗi một vị ma ảnh, đều to lớn vô cùng, ma sát chi khí trùng thiên, cầm trong tay ma đao, chém ra một đao, hư không bị chém thành hai khúc, vô cùng đáng sợ. Lục Minh bọn họ toàn lực thôi động chiến trận, nhưng là chỉ là ngăn cản mấy chiêu, liền bị đánh bay ra ngoài, rất nhiều người khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt ửng hồng, kém chút thổ huyết. Mà còn dư lại 2 chi đội ngũ, cũng là nỏ mạnh hết đà, ứng phó 6 tôn to lớn ma ảnh, vô cùng nguy hiểm. Ta không muốn chết à. Trong đó, cái kia tiểu ngưu tâm lý giống to, ánh mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng. Mặc dù, vừa rồi Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đột nhiên bộc phát, đánh chết bát xà ác ma vương quốc quốc vương, quả thực nhường hắn dọa rất cầm. Trước đó, hắn còn xem thường Lục Minh bọn họ, như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, lại có dạng này thực lực, điều này cũng làm cho bọn họ thấy được hy vọng sinh tồn, muốn thừa thế xông lên lao ra, đáng tiếc, cuối cùng không có làm được, bọn họ lực lượng suy yếu quá nhiều, cũng không có lao ra, một lần nữa bị vạn ma đồ thần đại trận vây khốn, hắn tràn đầy tuyệt vọng. Đán Đán, thế nào? Có thể sao? Lục Minh cho Đán Đán truyền âm. Có thể, xem ta. Đán Đán đáp lại, đón lấy, bước chân liền đạp, phù văn lan tràn ra, chui vào hư không bên trong. Đón lấy, hư không bên trong, hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn, tạo thành một tòa đại trận. Tình huống, cùng Đán Đán lần trước phá vạn ma đồ thần đại trận, rất giống nhau. Đán Đán vừa ra tay, ác ma vạn ma đồ thần đại trận, liền vận chuyển mất linh.
công kích bên trái, lại công bên phải. Đán Đán bắt đầu chỉ điểm, Lục Minh bọn họ lập tức thôi động chiến trận, kim sắc kiếm quang đầu tiên là hướng về bên trái chém tới. Một kiếm này cùng một tôn to lớn ma ảnh ma đao đụng vào nhau, nhưng là va chạm vị trí rất chú ý, vừa lúc là chỗ sơ hở trận pháp hắn. Oanh, một tôn kia to lớn ma ảnh điên cuồng lui lại, tiếp lấy thế mà đụng một tiếng tán loạn ra, đại trận phá, bên trong ác ma khắp nơi bay loạn. Sau đó Lục Minh bọn họ ở Đán Đán chỉ điểm lại là liên tục xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ đều có một tôn to lớn ma ảnh bị oanh tán loạn ra. Trong nháy mắt, công kích Lục Minh bọn họ năm tôn to lớn ma ảnh toàn bộ tán loạn. Thiên cung còn dư lại đám người kém chút chừng bảo ánh mắt của mình, Lục Minh bọn họ thế mà dễ dàng như vậy liền đánh tan năm tôn to lớn ma ảnh. Lúc đầu bọn họ đều đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ lại thấy được hy vọng. Mục Vân, nhanh nhanh tới cứu chúng ta. Cái kia tiểu ngưu kích động giống to, cứu các ngươi, không không không, thực lực chúng ta thấp, đi qua sẽ liên lụy các ngươi thực lực cường đại, ta tin tưởng các ngươi có thể bản thân thoát thân. Nói chuyện không phải Lục Minh mà là Đán Đán, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Trước đó cái này tiểu ngưu không phải đối với Lục Minh bọn họ vô cùng khinh thường sao, còn nói không muốn cùng Lục Minh bọn họ hành động chung, Lục Minh bọn họ sẽ liên lụy hắn. Hiện tại Đán Đán đem tiểu ngưu y nguyên hoàn trả. Ta, tiểu ngưu khuôn mặt đỏ lên, hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Lấy Lục Minh bọn hắn thực lực sẽ liên lụy bọn họ, chẳng phải là buồn cười? Chúng ta đều là thiên binh, các ngươi không thể thấy chết không cứu à? Tiểu ngưu kêu to, miệng vẫn rất cứng rắn, không muốn nhận sai, muốn dùng thiên binh quy tắc áp Lục Minh bọn họ. Chúng ta không phải thấy chết không cứu à? Chúng ta là bản thân khó bảo toàn, nhiều như vậy ác ma không được, tranh thủ thời gian phản kích. Đán Đán ở trong đó kêu la om sòm. Lục Minh bọn họ điều khiển chiến trận oanh sát chung quanh ác ma, chính là không đi qua cứu viện. Tiểu ngưu kém chút tức hộc máu. Tiểu ngưu, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi còn không hướng Mục Vân đội trưởng xin lỗi nhận lầm? Một cái khác đội trưởng giống to, không sai, tiểu ngưu, đều là ngươi có mắt không tròng, mau nhận sai, ta cũng không muốn cùng lấy ngươi chịu chết. Chính là, Mục Vân đội trưởng tuyệt thế phong thái, há lại ngươi có thể làm nhục, vội vàng xin lỗi nhận lầm. Lần này, là tiểu ngưu thủ hạ của mình ở kêu to. Bọn họ cũng không muốn cùng lấy tiểu ngưu chịu chết, tiểu ngưu kém chút đem tức bể phổi, nhưng là tình huống như vậy, hắn không thể không nhận lầm. Mục Vân, trước đó là lỗi của ta, là ta có mắt không tròng, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, liền coi lời của ta là một cái dám thả a, còn mời viện thủ. Tiểu ngưu kêu to, tâm lý cực kỳ không cam lòng, nhưng dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể cúi đầu. Dạng này còn tạm được, lúc đầu muốn ngươi quỳ xuống nhận lầm, xem ở tình huống đặc thù, liền miễn. Đán Đán kêu lên, vô cùng sảng khoái. Sau đó, Lục Minh bọn họ chiến trận, bay đi, y dạng hỏa hồ lô, đem một tôn tôn to lớn ma ảnh, toàn bộ bài trừ. Giết ác ma, Lục Minh hét lớn, điều khiển chiến trận, kim sắc kiếm quang không ngừng bạo chạm mà ra, mỗi một đạo kiếm quang chém qua, đều có số lớn ác ma bị đánh giết. Vạn ma đồ thần đại trận vừa vỡ, những cái này ác ma số lượng tuy nhiều, nhưng là hoàn toàn không phải Lục Minh bọn hắn đối thủ. Tiểu ngưu cùng mặt khác một chi đội ngũ người, há mồm thở dốc, bay đến một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Minh bọn họ săn giết ác ma. Bọn họ cũng muốn săn giết ác ma, đáng tiếc, bọn họ trước đó cùng ác ma giao chiến lâu như vậy, đã nhiều lần lâm bôn hội, mỗi người đều phi thường suy yếu, cơ hồ khó có thể duy trì chiến trận vận chuyển. Không có chiến trận, chỉ dựa vào bọn họ thực lực bản thân, căn bản không phải những cái này ác ma đối thủ, không những giết không được ác ma, ngược lại muốn chết ở ác ma trong tay. Bọn họ chỉ có thể dành thời gian nhanh chóng khôi phục. Mà Lục Minh bọn họ, thì là dành thời gian, săn giết ác ma. Không được vạn ma đồ thần đại trận, những cái này ác ma lực lượng phân tán, căn bản không phải Lục Minh bọn hắn đối thủ, kim sắc kiếm quang chém qua, mảng lớn ác ma bị thu gặt, như lúa mạch một dạng ngã xuống. Cùng bọn hắn liều, giết, có chút ác ma gầm thét, lộ ra vẻ điên cuồng, không muốn mạng phóng tới Lục Minh bọn họ, muốn liều mạng với bọn họ. Nhưng là, bá, một đạo kim sắc kiếm quang chợt lóe lên, 10 cái thần hoàng cửu trọng ác ma bị chém giết, thi thể rơi xuống đại địa. Loạn, hoàn toàn loạn, hiện trường hoàn toàn đại loạn, những cái này ác ma, đã mất đi lòng kháng cự, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Có chút ác ma phát cuồng, muốn cùng Lục Minh bọn họ đồng quy vu tận, tự nhiên bị Lục Minh tùy tiện đánh giết. Chỉ là không nhiều thời giờ, trên phiến đại địa này, liền nằm tràn đầy ác ma thi thể. Cách đó không xa, thiên cung mặt khác hai chi đội ngũ, ánh mắt lộ ra tham lam. Những cái này ác ma,
đều là thần hoàng thất trọng trở lên ác ma, mỗi một giọt ác ma linh huyết, tuyệt đối có thể không hối đoái được thiếu công huân điểm. Đặc biệt là tiểu ngưu, trong mắt tham lam chi quang, càng đậm. Chư vị, nhiều như vậy ác ma linh huyết, há tất cả có thể về Mục Vân cái kia một đội, chúng ta cũng tới đi thu thập một chút na. Tiểu ngưu nhỏ giọng đối với những người khác nói, dạng này không tốt lắm đâu, dù sao vừa nãy là bọn họ đã cứu chúng ta. Có người nói, có chút chần chờ, ngươi xem vấn đề, nhìn quá mặt ngoài, cho thấy nhìn lên, là bọn hắn đã cứu chúng ta, nhưng là, vừa rồi nếu không phải là chúng ta ngăn chặn ác ma, bọn họ há có thể có cơ hội công phá ác ma đại trận. Cũng há có thể có cơ hội đánh giết bát xà ác ma vương quốc quốc vương, có thể nói, bọn họ có dạng này chiến tích, đều là bởi vì chúng ta thu hoạch một bộ phận ác ma linh huyết, có phải hay không phải? Tiểu Ngưu cười lạnh nói, không sai, Tiểu Ngưu đội trưởng nói đúng lắm, chúng ta lẽ ra phân một bộ phận ác ma linh huyết. Có người nói, bất quá có ít người lắc đầu, vẫn cảm thấy không ổn. Hừ, các ngươi không muốn ác ma linh huyết, vậy chúng ta lấy được, đến lúc đó cũng không cần đến phân. Tiểu Ngưu hừ lạnh, đi đầu liền xông ra ngoài, phóng tới những cái kia ác ma thi thể, bắt đầu thu lấy ác ma linh huyết. Hắn thủ hạ, cũng có mười mấy người lao ra, đi theo Tiểu Ngưu thu thập ác ma linh huyết, mà những người khác là không hề động. Những người này mặc dù đối ác ma linh huyết rất tâm động, nhưng là thực sự kéo không xuống cái này ra mặt, dù sao, Lục Minh bọn họ vừa mới cứu bọn họ trong nháy mắt liền đi chia cắt Lục Minh chiến lợi phẩm của bọn hắn, thực sự quá vô sỉ một chút. Đội trưởng, chúng ta có muốn đi lên hay không? Mặt khác một chi đội ngũ, có người hỏi cái kia cái đội trưởng. Ai cũng không được lên đi, nếu ai đi lên, đừng trách ta không khách khí, Tiểu Ngưu không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt. Cái kia đội trưởng, âm thanh lạnh lùng nói, lạnh như băng đảo qua những đội viên kia, có mấy người lúc đầu rất tâm động, muốn xông lên, bị cái này ánh mắt lạnh như băng đảo qua, lập tức do dự, không dám lên. Tiểu Ngưu đám người hành vi, Lục Minh bọn họ tự nhiên đều thấy ở trong mắt. Chết tiệt, vô sỉ, thật vô sỉ, thế mà cùng chúng ta cướp đoạt ác ma linh huyết. Đáng chết, là chúng ta cứu hắn, bọn họ thế mà dám làm như thế, quả thực không biết xấu hổ. Vong ân phụ nghĩa, xúc sinh, Lục Minh đội viên bên trong, rất nhiều người chửi ầm lên, thanh âm rất xa truyền ra, Tiểu Ngưu đám người, tự nhiên đều nghe được. Tiểu Ngưu sắc mặt phi thường lạnh, bất quá động tác lại không có dừng lại, y nguyên nhanh chóng thu thập ác ma linh huyết, tâm lý hừ lạnh, Mục Vân, hôm nay gia chủ ở trên người ta sỉ nhục, sớm muộn có một ngày, ta muốn ngươi gấp 10 hoàn trả, ta muốn nhường ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Đúng vậy, hắn không những không cảm kích Lục Minh cứu hắn, ngược lại còn trách Lục Minh nhường hắn mất mặt, bị hắn xem là vô cùng nhục nhã, nhất định phải trả thù lại. Thật mẹ nó không biết xấu hổ, chúng ta đi làm thịt bọn họ. Đám người, Đán Đán cắn răng, đối Lục Minh nói. Không vội, để bọn hắn lại thu thập một hồi, có miễn phí sức lao động, tội gì mà không dùng, chúng ta trước săn giết ác ma, cũng đừng làm cho ác ma chạy. Lục Minh nói, sắc mặt Thủy Chung rất bình tĩnh, chỉ là, ở hắn nhãn thần chỗ sâu, đã có một sợi sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha ha, ta hiểu được, tốt, vậy thì chờ một chút. Đán Đán cười to, hắn và Lục Minh lăn lộn lâu như vậy, đối Lục Minh quá hiểu, Lục Minh cái nào đó biểu lộ, hắn đều có thể đọc hiểu Lục Minh có ý đồ gì. Lấy Lục Minh tính cách, sẽ buông tha tới tay lợi ích, để Tiểu Ngưu lấy không. Ngây thơ, tiếp tục săn giết ác ma. Lục Minh thét dài, không ngừng thôi động chiến trận, săn giết ác ma. Kiếm khí tung hoành mấy chục vạn dặm, mảng lớn ác ma bị chém giết, thi thể như mưa rơi một dạng rơi xuống đất. Nhìn thấy Lục Minh bọn họ không có tới ngăn cản, Tiểu Ngưu khóe miệng nổi lên cười lạnh. Hừ, thứ hèn nhát một cái, quả nhiên không dám vi phạm thiên cung quy tắc đối với chúng ta xuất thủ. Tiểu Ngưu tâm lý cười lạnh, lá gan lớn hơn, không ngừng thu thập ác ma linh huyết. Mặt khác mười mấy người, cũng là như thế, cho rằng Lục Minh bọn họ không dám lên tiếng, tự nhiên tăng thêm tốc độ, giọt giọt ác ma linh huyết, không ngừng từ ác ma trong thi thể bay ra, bị bọn họ thu thập. Tiểu Ngưu đội viên bên trong, có mấy người nhìn thấy tình huống như vậy, kìm nén không được dụ hoặc, cũng gia nhập thu thập ác ma linh huyết giữa đám người. Một lúc sau, đáng giết ác ma, đều không khác mấy bị giết sạch, đương nhiên, cũng có hơn phân nửa trốn được, dù sao nhiều như vậy ác ma, bọn họ cũng giết không nổi, tự nhiên sẽ có một nhóm người đào tẩu. Lúc này, Tiểu Ngưu bọn họ, tối thiểu sắp hiện ra trận một nửa ác ma linh huyết đều lấy đi. Không sai biệt lắm, Tiểu Ngưu âm thầm điểm điểm, nếu có thể, hắn đều muốn đem hiện trường tất cả ác ma linh huyết đều lấy đi, nhưng là quá mức mà nói, hắn thật sợ Lục Minh báo nổi, sợ dĩ nghĩ muốn thấy tốt thì lấy, như vậy rút đi. Thân hình hắn khẽ động, muốn lui về đội ngũ, sau đó rời đi nơi này. Nhường ngươi đi rồi sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên,
Sau đó, cường đại khí tức đem Tiểu Ngưu đám người bao phủ ở bên trong. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng hướng về Tiểu Ngưu, chiến trận ngưng tụ ra kim sắc chiến kiếm, xa xa hướng về phía Tiểu Ngưu đám người, giống như tùy thời liền muốn phát động một kích chí mạng. Tiểu Ngưu đám người thân hình cứng ngắc xuống tới, một động cũng không dám động. Hắn mặc dù có nhị đẳng thiên binh chiến giáp, nhưng là phía trước đại chiến, chiến giáp bên trong năng lượng đã hết sạch, cần chờ chiến giáp tự động hấp thu trong thiên địa năng lượng khôi phục, phải cần một khoảng thời gian. Không có nhị đẳng thiên binh chiến giáp, hắn tuyệt đối ngăn không được Lục Minh bọn họ phát động chiến trận một đòn. Tiểu Ngưu sắc mặt khó coi nhìn xem Lục Minh, nói, Mục Vân, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Ngươi cái này bị kẹp đầu, chẳng lẽ không nghĩ ra? Những cái này ác ma linh huyết, đều là của ta, hiện tại, đem tất cả ác ma linh huyết đều giao ra đi. Lục Minh lạnh lùng nói, hắn ác ma linh huyết, Tiểu Ngưu những người này còn muốn, quả thực buồn cười. Lúc trước hắn chỉ là đem Tiểu Ngưu đám người trở thành miễn phí thu thập ác ma linh huyết sức lao động mà thôi, bản thân tốt dành thời gian săn giết càng nhiều ác ma linh huyết. Mục Vân, ngươi nghĩ độc chiếm những cái này ác ma linh huyết, khẩu vị thật là quá lớn, nếu như không có trước đó chúng ta liều mạng, ngươi há có thể đánh tan ác ma đại trận, những cái này ác ma linh huyết, tất cả mọi người có phần, còn dư lại những cái này, về ngươi. Tiểu Ngưu kêu lên, cho các ngươi 10 hơi thời gian, giao ra ác ma linh huyết. Lục Minh dứt khoát không thèm để ý Tiểu Ngưu, ánh mắt lạnh như băng, quét về phía tất cả góp nhặt ác ma linh huyết người. Tất cả mọi người là biến sắc, rất cảm thấy áp lực. Không cần quản hắn, đây là chúng ta bản thân thu thập được, dựa vào cái gì cho hắn, thiên cung có quy định, không thể tự giết lẫn nhau, phơi hắn cũng không dám động thủ ứng phó chúng ta. Tiểu Ngưu kêu lên, lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, thiên cung có quy định, thiên binh tầm đó, là không thể tự giết lẫn nhau, hắn liền là không giao ra ác ma linh huyết, Lục Minh năng lực hắn gì. Không sai, chúng ta chính là không giao ra, chính là, nhìn hắn dám thế nào. Mặt khác góp nhặt ác ma linh huyết người, nhao nhao kêu lên, sau đó hướng về Tiểu Ngưu tới gần, hội tụ vào một chỗ. Nơi này ác ma linh huyết, đều là thần hoàng thất trọng trở lên ác ma lưu lại, trong đó thậm chí có số lớn thần hoàng cửu trọng ác ma, những cái này, có thể đáng bao nhiêu công huân điểm. Công huân điểm, thế nhưng là đại biểu bảo vật, đại biểu tài phú A. Hiện tại để bọn hắn giao ra, liền tựa như từ trên người bọn họ cắt thịt, lấy máu. Vô sỉ, thực sự là vô sỉ. Ta hận không thể phế đi bọn hắn. Lục Minh đội viên nguyên một đám gầm thét, cắn răng nghiến lợi hướng về Tiểu Ngưu đám người. A, có đúng không? Lục Minh nói nhỏ, trong mắt lãnh quang càng đậm. Đại trận, lên, đột nhiên, Lục Minh khẽ quát một tiếng. Cái gì? Lục Minh những đội viên kia sững sờ, Lục Minh muốn khởi động chiến trận, là muốn ứng phó Tiểu Ngưu đám người. Nhưng, đây là Phạm Thiên Quy A, ta nhường ngươi khởi động chiến trận, nghe không hiểu sao, nếu đang có chuyện, ta dốc hết sức đảm đương. Lục Minh thanh âm thả lạnh, khởi động chiến trận, lên, một lần này, tất cả mọi người thôi động chiến trận, kim sắc kiếm quang, rực rỡ người người, kiếm quang ngang qua giữa thiên địa. Mục Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám, Tiểu Ngưu giống to, hưu, một sợi kiếm khí màu vàng óng quét ngang mà ra, hư không bị xé nứt, tốc độ cực kỳ kinh người. Phốc phốc, Tiểu Ngưu bên người, mấy cái thiên binh không có một chút phản ứng, thân thể liền bị cắt làm mấy đoạn, ngay cả linh hồn đều không có trốn tới, chết tại chỗ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mặt khác một chi đội ngũ người, ngây ngẩn cả người. Tiểu Ngưu cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới, Lục Minh thế mà thật dám ra tay, đánh giết thiên binh. Phải biết đây là trái với thiên quy A, trái với thiên quy, chỉ có đường chết một đầu, Lục Minh thế mà dám làm như thế, lại dám thật làm như vậy. Hắn ở đâu ra lá gan? Tiểu Ngưu sắc mặt biến, hắn bên cạnh còn lại mấy cái bên kia thiên binh, sắc mặt cũng thay đổi, biến trắng bạch. Ngươi, dám? Tiểu Ngưu hướng về Lục Minh, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể khẽ run lên, ánh mắt bên trong, đã không có ương ngạnh cùng tự tin như trước, chỉ có kinh khủng. Đáp lại hắn, là một sợi kiếm khí màu vàng óng. Hưu, Tiểu Ngưu bên cạnh, lại có mấy cái thiên binh bị chém giết, chết tại chỗ. Ngươi nói ta có dám hay không? Lục Minh lạnh lùng nói, bịch, bịch, Tiểu Ngưu bên người, có mấy cái thiên binh trực tiếp quỳ trên mặt đất, thê lương kêu lên, Mục Vân đội trưởng hạ thủ lưu tình A, chúng ta nguyện ý giao ra ác ma linh huyết, chúng ta nguyện ý đem tất cả ác ma linh huyết cũng giao đi ra, xin tha chúng ta một mạng A. Sợ, bọn họ thật sợ, trước đó bọn họ ỷ vào thiên quy, không kiêng nể gì cả, liệu định Lục Minh không dám đối bọn hắn động thủ. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh lá gan thế mà lớn như vậy. Thế mà như vậy vô pháp vô thiên, đây là một cái ác ma, không, so ác ma còn muốn khủng bố tồn tại. Thế mà không để ý tới thiên quy,
trực tiếp đối bọn hắn động thủ, loại người này, thật là đáng sợ. Tiểu Ngưu thân thể, run rẩy càng thêm lợi hại, kém một chút cũng quỳ xuống. Sợ hãi, hối hận, hiện tại, hắn hối hận, sớm biết Lục Minh như vậy vô pháp vô thiên, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Lục Minh đoạt chiến lợi phẩm. Mục Vân, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, vừa rồi ta chỉ là giúp các ngươi thu thập ác ma linh huyết mà thôi, để cho các ngươi thật có thời gian săn giết ác ma, tất nhiên hiện tại săn giết không sai biệt lắm, ta đây liền sẽ giao ác ma linh huyết cho ngươi. Tiểu Ngưu vội vàng nói, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Lục Minh thản nhiên nói, vừa nãy là ta sai, ta bị đầu heo ngu muội, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Tiểu Ngưu kêu to, vì mạng sống, hắn cũng là không đếm xỉa đến, cái gì mặt, hắn cũng không cần. Đại trượng phu có được giãn được, miễn là còn sống, hắn nhất định phải đem Lục Minh đánh giết thiên binh sự tình trên báo cáo đi, để Lục Minh chết không có chỗ chôn. Vừa rồi đã cho qua các ngươi cơ hội, các ngươi lại không hiểu được chân quý, thật coi ta như vậy dễ nói chuyện sao? Lục Minh lạnh lùng nói, nếu như cũng đã động thủ, hắn căn bản liền không có nghĩ tới muốn thả qua Tiểu Ngưu dự định. Ngay lúc này, Tiểu Ngưu đột nhiên động, hắn bộc phát toàn lực, hướng về phía bên cạnh mấy cái thiên binh một chảo, đem mấy cái này thiên binh bắt lấy, quăng về phía Lục Minh, sau đó bản thân thể xác tinh thần nhanh lùi lại, muốn chạy trốn. Bất quá, Lục Minh đã sớm hướng về Tiểu Ngưu, hắn há có thể đào tẩu. Bá, bá, hư không bên trong, một đạo đạo kim sắc kiếm quang ngưng tụ ra, đánh tới Tiểu Ngưu đám người. Kim sắc kiếm quang phân tán, uy lực mặc dù nhỏ rất nhiều, nhưng là ứng phó Tiểu Ngưu đám người, dư xài. Phốc phốc, nguyên một đám thiên binh, bị kiếm khí xuyên thủng, bị đánh giết ở đây. A a a, Mục Vân, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành a. Tiểu Ngưu điên cuồng giống to, đồng thời toàn lực bộc phát chống đối. Tiểu Ngưu, có thần hoàng cửu trọng chiến lực, bất quá bây giờ nhị đẳng thiên binh chiến giáp không thể dùng, hắn căn bản ngăn không được kim sắc kiếm quang oanh sát. Phốc, kim sắc kiếm quang trực tiếp xuyên thủng Tiểu Ngưu mi tâm, bịch một tiếng, Tiểu Ngưu thi thể ném xuống đất, đã không có chút khí tức nào. Đến đây, vừa rồi tất cả xuất thủ cướp đoạt ác ma linh huyết thiên binh, toàn bộ bị Lục Minh đánh giết. Lục Minh đổi viên, nguyên một đám sắc mặt 10 điểm ngưng trọng. Giết nhiều như vậy thiên binh, dù sao cũng là trái với thiên quy sự tình, bọn họ vô cùng gấp gáp. Bất quá, còn có người so với bọn hắn càng khẩn trương, kia liền là mặt khác một chi đội ngũ, còn có Tiểu Ngưu những cái kia trước đó không có xuất thủ cướp đoạt ác ma linh huyết đội viên. Bọn họ sợ Lục Minh giết người diệt khẩu, mặt khác một chi đội ngũ người, đã lặng lẽ vận chuyển chiến trận. Dù sao, chỉ có chiến trận, mới có thể cùng chiến trận Lục Minh chống lại. Bất quá, mặt khác một chi đội ngũ mặc dù vận chuyển chiến trận, nhưng là trong lòng cũng không chắc chắn. Coi như đồng dạng chiến trận, cũng phải nhìn người điều khiển mạnh yếu, người điều khiển càng mạnh, uy lực lại càng mạnh. Huống hồ, bọn họ trước đó kinh lịch kịch liệt chém giết đại chiến, bây giờ căn bản không có khôi phục, coi như vận chuyển chiến trận, chỉ sợ cũng không phải Lục Minh bọn hắn đối thủ. Mà Tiểu Ngưu còn dư lại những đội viên kia, sắc mặt càng thêm khó coi, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể lặng lẽ hướng lui về phía sau. Các ngươi tốt nhất đều lưu lại. Lục Minh lạnh lùng nhìn về phía những người này, lập tức ngừng lại, không dám động. Mục Vân đội trưởng, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Một cái khác đội trưởng nói, không, ta không muốn giết các ngươi, ta cũng không phải làm sát kẻ vô tội người, nhưng là, cứ như vậy để cho các ngươi rời đi, đem chuyện hôm nay chuyển đi, chúng ta khẳng định phải nhận thiên điều xử phạt. Lục Minh nói, Lục Minh những đội viên kia, trong mắt đều tràn ngập sát cơ. Lục Minh mặc dù nói, có việc hắn dốc hết sức đảm đương, nhưng là vừa rồi giết Tiểu Ngưu đám người, dùng thế nhưng là chiến trận, thiên cung một khi truy cứu tới, bọn họ cũng khó từ tội lỗi, khó có thể không đếm xỉa đến. Chúng ta có thể phát thệ, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay. Một cái khác đội trưởng nói, đúng, chúng ta lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ. Những người khác cũng kêu lên, có thể, như vậy đi, các ngươi lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, nếu như tiết lộ chuyện hôm nay, lập tức tâm ma nhập thể, linh hồn yên diệt mà chết. Lục Minh nói, đám người sắc mặt hơi đổi một chút, cái này lời thề, có thể nói cực nặng, nếu như tiết lộ, chỉ sợ lập tức sẽ gặp phải phản phệ mà chết. Bất quá, hiện tại loại này tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể thề. Lập tức, mặt khác một chi đội ngũ người, cùng Tiểu Ngưu lưu lại người, nhao nhao lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ. Hiện tại, chúng ta có thể đi được chưa? Phát xong thề về sau, cái kia đội trưởng thận trọng nhìn xem Lục Minh. Đương nhiên, chư vị xin cứ tự nhiên, Lục Minh cười một tiếng. Lục Minh vừa mới nói xong, những người kia liền nhao nhao thi triển thân hình, rời khỏi nơi này. Lập tức, hiện trường chỉ còn lại có Lục Minh bọn họ cái kia một chi đội ngũ.
Chư vị, ta cảm thấy, chúng ta những người này, cũng có tất yếu lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, không phải không tin được chư vị, dù sao chuyện này, quan hệ tài sản chúng ta tính mệnh. Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía tất cả đội viên. Không sai, đội trưởng nói đúng lắm, ta cũng dạng này cảm thấy. Đúng, lý do an toàn, đều phát thệ à. Lục Minh những đội viên này, 100 đồng ý. Hiện tại, bọn họ là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, nếu ai tiết lộ ra ngoài, bọn họ đều phải chết, tự nhiên đều đồng ý mọi người cùng nhau phát thệ. Lập tức, Lục Minh cái thứ nhất phát thệ, tiếp lấy những người khác, nhào nhào phát thệ. Chờ tất cả mọi người phát xong thệ về sau, Lục Minh lộ ra nụ cười, nói, chư vị đều là ta Mục Vân đồng sinh cộng tử huynh đệ, về sau có phúc cùng hưởng, hiện tại bắt đầu thu thập ác ma linh huyết a, trở về sau, theo công lao phân phối. Tốt, ha ha, nhiều như vậy ác ma linh huyết, đoán chừng đổi công huân điểm không ít a. Tuyệt đối không ít, đi theo Mục Vân đội trưởng lăn lộn, chính là sảng khoái a. Vừa nói đến ác ma linh huyết, đám người tâm tình, lại phấn chấn, sau đó bắt đầu hành động, đem ác ma linh huyết từng cái thu thập. Tiểu Ngưu bọn người trên thân ác ma linh huyết, tự nhiên cũng bị Lục Minh bọn họ thu vào, làm một lần miễn phí sức lao động, còn mất mạng. Đem tất cả ác ma linh huyết đều cất kỹ về sau, bọn họ một mùi lửa, đem Tiểu Ngưu đám người thi thể, hóa thành cho tàn. Dù sao, Tiểu Ngưu đám người là bị bọn họ lấy chiến trận giết chết, nếu như Thiên Cung đại nhân vật đến đây kiểm tra, hơn phân nửa có thể nhìn ra, cho nên, hủy thi diệt tích mới là vương đạo. Dù sao Thiên Cung người bên này bị ác ma đánh giết về sau, đều sẽ trở thành ác ma đồ ăn, có thể lưu lại toàn thi, ít càng thêm ít. Đem tất cả làm tốt lực lượng, Lục Minh bọn họ rời khỏi nơi này. Bất quá, bọn họ tạm thời còn không có phản hồi Nam Thiên Thành dự định. Trước đó, tối thiểu có gần một nửa ác ma trốn được, tán lạc tại Bát Xà Sơn Mạch các nơi, hiện tại những cái này ác ma, giống như là dê đợi làm thịt, không cưỡi quyết, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Có đán đán ở, không khó tìm kiếm những cái này ác ma. Tiếp xuống một đoạn thời gian, bọn họ liền ở Bát Xà Sơn Mạch, săn giết ác ma. Có đán đán ở, những cái này ác ma, coi như trốn ở dưới đất, cũng có thể bị tìm ra săn giết. Một tháng sau, Lục Minh bọn họ chứa đầy thu hoạch, về tới Nam Thiên Thành. Quả nhiên, bọn họ trở lại Nam Thiên Thành về sau, Thiên Cung cao tầng, cũng không có tìm bọn hắn gây chuyện, hiển nhiên bọn họ đánh giết Tiểu Ngưu đám người một chuyện, cũng không có tiết lộ ra ngoài. Kỳ thật, đang cùng ác ma trong giao chiến, mất một chút thiên binh, là chuyện rất bình thường, chỉ là, một lần này Bát Xà Sơn Mạch, bọn họ đã chết thiên binh nhiều lắm, cho nên, vẫn là có người tìm Lục Minh bọn họ hỏi thăm quá trình Bát Xà Sơn Mạch. Bọn họ toàn bộ nói thật, đương nhiên, chuyện bọn họ đánh giết Tiểu Ngưu đám người, đương nhiên sẽ không nói ra. Chỉ nói là, thời điểm Tiểu Ngưu bọn người ở cùng ác ma giao chiến, bị ác ma giết. Dù sao ở Bát Xà ác ma Sơn Mạch, bị ác ma giết thiên binh số lượng cũng không ít, nhiều Tiểu Ngưu đám người không nhiều. Không nghĩ tới, Bát Xà ác ma Sơn Mạch, thế mà đản sinh ra một tôn ma đế, là chúng ta sơ sẩy, Mục Vân các ngươi làm rất tốt. Mấy cái thần tướng hơi tự trách một lần, sau đó khen ngợi Lục Minh vài câu, vấn đề này, cứ như vậy đi qua. Sau đó, Lục Minh nhánh này đội ngũ, đem ác ma linh huyết dựa theo Thiên Cung phân phối quy tắc, phân phối xuống dưới, mỗi người đều có không ít thu hoạch, nguyên một đám vui vẻ ra mặt. Ở Nam Thiên Thành, còn không thể đem ác ma linh huyết hối đoái thành công huân điểm, chỉ có trở lại Mộng Thiên Chi Thành, tiến về công huân giếng, mới có thể hối đoái thành công huân điểm. Nhưng là, chỉ cần có ác ma linh huyết ở, hối đoái thành công huân điểm, không phải chuyện sớm hay muộn sao. Thành tường mặt khác một đoạn, một tòa đại điện bên trong, một số người đang nghị sự. Những người này, toàn bộ đều là thiên sứ tộc cao thủ. Cái kia Mục Vân, rốt cuộc phải ra ngoài săn giết ác ma, ngày chết của hắn đến rồi. Một cái nam tính thiên sứ âm thanh lạnh lùng nói, hắn liền là Lạp Phỉ Đức. Trước đó, hắn đi chính là nhị cấp khu vực, Bát Xà Sơn Mạch, ta nhận được tin tức, lần tiếp theo, hắn hẳn là sẽ đi tam cấp khu vực, Quần Tinh Ma Đảo. Một cái khác thiên sứ nói, tốt, như vậy, Quần Tinh Ma Đảo, chính là hắn Tử Kỳ A. Lạp Phỉ Đức âm thanh lạnh lùng nói, khoảng thời gian này, bọn họ cũng không hề từ bỏ ứng phó Lục Minh. Chỉ là đang Mộng Thiên Chi Thành thời điểm, trở ngại thiên quy, bọn họ không cách nào xuất thủ. Nhưng là ở trong này, là muốn ra ngoài săn giết ác ma, đây chính là bọn họ cơ hội. Làm sao động thủ, chúng ta trực tiếp xuất thủ sao, nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, đối với chúng ta bất lợi a, dù sao cũng là trái với thiên quy. Một cái khác thiên sứ tộc thanh niên nói, ở ám vũ trụ bên trong, trái với thiên quy giết người còn thiếu sao. Chỉ cần không có lưu lại chứng cứ, cao tầng cũng là trợn một con mắt nhắm một con mắt. Lạp Phỉ Đức nói, đúng là như thế, dù sao những thiên binh này, đến từ từng cái chủng tộc, hai bên có cửu oán, quá bình thường.
Mặc dù có thiên quy, nhưng là vụng trộm tàn sát lẫn nhau, vẫn là tránh không được. Cho nên, chỉ cần không có phát sinh ở Mộng Thiên Chi Thành, hoặc là Nam Thiên Thành những cái này thành trì, đồng thời không có lưu lại rõ ràng chứng cứ, không có tạo thành quá ảnh hưởng tồi tệ, thiên cung cao tầng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ chỉ cần làm gọn gàng mà linh hoạt, liền không có việc gì. Lời tuy như thế, nhưng là có biện pháp tốt hơn, vì sao không cần. Trong đó một cái nữ tính thiên sứ nói, ngươi là nói, âm linh tộc, Lạp Phỉ Đức nói, không sai, nữ tính thiên sứ gật đầu, cũng tốt, để âm linh tộc người xuất thủ, cũng tiết kiệm chúng ta phiền phức. Lạp Phỉ Đức gật gật đầu, âm linh tộc, hồng hoang vạn tộc bảng bên trên một chủng tộc mạnh mẽ, cái chủng tộc này ở hồng hoang vũ trụ, có thể nói tiếng xấu vang dền, bởi vì cái này chủng tộc thích nhất, chính là ám sát. Hơn nữa xác suất thành công cực cao, cái chủng tộc này người, có thể nói mỗi một cái đều là đỉnh cấp sát thủ. Vũ trụ bên trong, rất nhiều chủng tộc, đều muốn diệt đi âm linh tộc, nhưng là âm linh tộc sau lưng chỗ dựa, thế nhưng là thập cường chủng tộc một trong ma tộc. Hơn nữa có lời đồn, có thật nhiều âm linh tộc cao thủ, trong bóng tối thay trời cung làm việc, cho nên mặc dù có thật nhiều chủng tộc muốn diệt đi âm linh tộc, lại là hữu tâm vô đảm. Tìm âm linh tộc người đánh giết Lục Minh, vừa vặn. Thiên sứ tộc người lại thương lượng một chút, sau đó Lạp Phỉ Đức mang theo mấy người xuất phát. Nam Thiên Thành, một tòa phi thường vắng vẻ trong kiến trúc, Lạp Phỉ Đức gặp được một cái âm linh tộc lão giả. Lão giả này, ánh mắt khép mở tầm đó, tràn đầy khí tức âm lãnh cùng sát cơ. Thiên sứ tộc chư vị, thực sự là khó được, các ngươi tới tìm lão phu, không biết có chuyện gì. Âm linh tộc lão giả nói, thanh âm lãnh u, dị thường làm người ta sợ hãi. Tìm các ngươi giết một người. Lạp Phỉ Đức nói, a, giết ai? Âm linh tộc lão giả hỏi. Số 33 tường thành, một vị nhị đẳng thiên binh, tên là Mục Vân. Lạp Phỉ Đức nói, một vị nhị đẳng thiên binh, vậy khẳng định là đội trưởng, có đội ngũ của mình, có thể tạo thành chiến trận, cái này có thể khó đối phó. Âm linh tộc lão giả như mày, một chi đội ngũ tạo thành chiến trận, thực lực cực kỳ cường đại, muốn đánh giết dạng người này, trừ phi xuất động thần đế cảnh tồn tại. Nhưng là, ở Nam Thiên Thành, thần đế có thần đế nhiệm vụ, hơn nữa thần đế một dạng đi trước đều là khu vực cao cấp, muốn cùng nhị đẳng thiên binh, vừa vặn ở một cái khu vực, tỷ lệ quá nhỏ. Đối phương chiến trận, không cần các ngươi quan tâm, chúng ta đã có biện pháp giải quyết, chỉ cần mua được hắn một cái đội viên, đến lúc đó chỉ có một người không phối hợp, hắn chiến trận, sẽ rất khó thành công. Lạp Phỉ Đức nói, âm linh tộc lão giả, lâm vào trầm tư, suy tư một hồi, nói có hay không tài liệu cặn kẽ vì kia Mục Vân, cho ta xem một chút. Đương nhiên có thể, Lạp Phỉ Đức gật đầu, trong tay xuất hiện một khối ngọc phù, đưa cho âm linh tộc lão giả. Thiên sứ tộc người sớm đã có chuẩn bị, đem Lục Minh tin tức, thu thập rất toàn diện. Âm linh tộc lão giả cầm tới, linh thức quét qua, biến sắc. Đây là một vị cái thế yêu nghiệt, khống chế hai kiện đại sát khí, thực lực kinh người, hơn nữa hắn còn có nhị đẳng thiên binh chiến giáp, loại người này, thế nhưng là rất khó giết. Âm linh tộc lão giả nói, Lạp Phỉ Đức tâm lý hừ lạnh, biết rõ âm linh tộc lão giả thôi tam trở tứ, đơn giản là muốn giá tiền cao hơn. Hắn đại sát khí cùng nhị đẳng thiên binh chiến giáp dễ giải quyết, chúng ta sẽ cung cấp cấm binh lĩnh vực ấn phù, có thể để hắn đại sát khí cùng nhị đẳng thiên binh chiến giáp mất đi hiệu lực, đến lúc đó, hắn liền là một cái mặc người dê đợi làm thịt. Lạp Phỉ Đức nói, các ngươi thậm chí ngay cả cấm binh lĩnh vực ấn phù cũng không tiếc lấy ra, thật không biết cái kia Mục Vân là thế nào đắc tội các ngươi, hắc hắc. Âm linh tộc lão giả âm hiểm cười mấy tiếng, lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Tốt rồi, các ngươi đến cùng có tiếp hay không, không tiếp mà nói, chúng ta chỉ có thể tìm người khác. Lạp Phỉ Đức nói, tiếp, đương nhiên muốn tiếp. Một thanh âm vang lên, nói chuyện không phải âm linh tộc lão giả, mà là một người khác. Không biết khi nào, trong phòng, đã xuất hiện một người trẻ tuổi, một cái tuổi trẻ âm người của linh tộc. Lạp Phỉ Đức đám người con ngươi co lại nhanh chóng, bọn họ thế mà không phát hiện, cái này tuổi trẻ âm linh tộc, lúc nào tiến vào. Ám Tinh, ngươi là Ám Tinh, ngươi cũng tới đến Nam Thiên Thành. Đón lấy, Lạp Phỉ Đức giống như nhận ra trẻ tuổi âm linh tộc, là Thất Thanh. Cái này thanh niên, gọi là Ám Tinh, là một cái phi thường nổi danh thiên kiêu. Bởi vì, người này cũng là một vị vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả, mặc dù tuổi còn chưa lớn, nhưng là thực lực cực kỳ cường đại quỷ dị. Cho ta xem một chút, Ám Tinh khẽ vươn tay, đem âm linh tộc lão giả trong tay ngọc phù, bắt tới, linh thức quét qua, trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ. Một vị cái thế yêu nghiệt, tốt, rất tốt, ta bình sinh thích nhất giết yêu nghiệt, nhiệm vụ này, ta tiếp rồi, đem cấm binh lĩnh vực phù văn lưu lại đi. Ám Tinh nói, tốt, Lạp Phỉ Đức gật gật đầu, lộ ra nét mừng. Có Ám Tinh xuất thủ, kia Lục Minh, chỉ có một con đường chết. Các ngươi không nên khinh thường,
Trừ bỏ cái kia Mục Vân, hắn bên cạnh còn có mấy người đồng bạn, thực lực cũng phi thường mạnh, một cái là thế giới thần quy tộc Thiên Kiêu, một cái là tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi. Lạp Phỉ Đức đem Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi cũng giới thiệu cặn kẽ qua một lần. Cái này các ngươi yên tâm, chúng ta tự có biện pháp, bọn họ sau đó phải đi quần tinh ma đảo đúng không, ta vị trí năm số năm tường thành, cũng không phải là đi quần tinh ma đảo, điểm này, cần các ngươi thiên sứ tộc vận hành một chút. Ám Tinh nói, những cái này yên tâm, chúng ta sẽ an bài tốt, chúng ta cung cấp nhiều như vậy, hy vọng các ngươi có thể duy nhất một lần thành công. Lạp Phỉ Đức nói, vì giết Lục Minh, bọn họ thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, liền cấm binh lĩnh vực ấn phù, đều lấy ra. Bất quá, Lục Minh trên người có đại sát khí, có nhị đẳng thiên binh chiến giáp, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Song phương ăn nhịp với nhau, thương nghị một chút chi tiết cụ thể, Lạp Phỉ Đức liền rời đi. Cái thế yêu nghiệt sao? Hắc hắc, trở thành ta đá đặt chân A, trở thành ta âm linh sát thủ A. Ám Tinh trong miệng, phát ra cười lạnh, ánh mắt lộ ra chờ mong. Lục Minh bọn họ, phản hồi Nam Thiên Thành, đại khái nghỉ ngơi 7 ngày, lại nhận được mệnh lệnh mới. Lần này mục tiêu, là tam cấp khu vực, quần tinh ma đảo. Quần tinh ma đảo, là tam cấp khu vực, tự nhiên so nhị cấp khu vực, muốn nguy hiểm rất nhiều. Cho nên, số 33 tường thành toàn viên xuất động, mặt khác, còn có mặt khác vài đoạn thành tường cao thủ, cũng xuất động, hơn nữa mỗi một đoạn thành tường nhất đẳng thiên binh giáo úy, cũng sẽ tự mình tiến về áp trận. Có thể trở thành nhất đẳng thiên binh, đại bộ phận đều là thần đế cảnh cao thủ. Đương nhiên, cũng có một chút, không có thần đế cảnh tu vi, nhưng là công huân điểm tích lũy đến, nhưng là loại này, dù sao chỉ là số ít, mỗi một cái đều là đỉnh cấp yêu nghiệt. Số 33 thành tường nhất đẳng thiên binh Lưu Đại Năng, chính là một vị thần đế cảnh cường giả. Tam cấp khu vực, thế nhưng là có ma đế cảnh ác ma, cho nên, những cái này thần đế tiến về, mục đích là đối phó những cái này ma đế. Về phần ma đế trở xuống ác ma, liền muốn giao cho Lục Minh bọn họ. Quần tinh ma đảo, là cấp 3 khu vực, không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm, bên trong ác ma, nhiều vô số kể, thần hoàng thất trọng trở lên ác ma, so bát xà sơn mạch, không biết nhiều bao nhiêu. Hơn nữa, quần tinh ma đảo địa thế, cũng cùng bát xà sơn mạch hoàn toàn khác biệt. Đây là một mảnh to lớn hồ bạc, vô biên vô hạn, hồ bạc bên trong, có rất nhiều hòn đảo, giống như là tinh thần điện xuyết ở vũ trụ bên trong, cho nên mới có quần tinh ma đảo danh xưng. Một ngày này, số lớn thiên binh, giáng lâm ở quần tinh ma đảo bên ngoài. Từ xa nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy bờ, mảnh này hồ bạc, quá mức mênh mông. Lục Minh bọn họ, ở nơi này một nhóm thiên binh bên trong, số 33 thành tường người, đều tới. Không chỉ có là số 33 tường thành, mặt khác đẳng cấp tường thành, cũng tới không ít. Tiến vào quần tinh ma đảo, các ngươi phải cẩn thận, nhất định phải tạo thành chiến trận đối địch, mặt khác, tam cấp khu vực ác ma, cùng nhị cấp khu vực, có chút khác biệt, có chút ác ma, không thể lấy tu vi đi cân nhắc chiến lược, có chút ác ma chiến lược rất mạnh. Tỷ như, có chút ác ma thoạt nhìn là thần hoàng cửu trọng tu vi, nhưng là chiến lược, nhưng vượt xa phổ thông thần hoàng cửu trọng ác ma. Lưu Đại Năng nghiêm túc khuyên bảo, đám người gật gật đầu, đem Lưu Đại Năng mà nói, ghi ở trong lòng. Chúng ta lên đường trước đi, một cái đại hán khôi ngô mở miệng, người này, là mặt khác một đoạn thành tường giáo úy, một vị nhất đẳng thiên binh, đồng thời cũng là một vị thần đế cảnh cường giả. Lên đường đi, mặt khác giáo úy, cũng đều gật gật đầu, bá bá bá. Thân hình lóe lên, những cái này nhất đẳng thiên binh thân hình, đã biến mất ở nơi này, hiển nhiên là hướng về quần tinh ma đảo chỗ sâu đi. Thần đế, có thần đế nhiệm vụ, bọn họ cần tiêu diệt quần tinh ma đảo ma đế cấp ác ma. Xuất phát, giết tới đi, săn bắt ác ma linh huyết, các đại nhất đẳng thiên binh vừa đi, các đoạn thành tường đội trưởng, nhao nhao hạ lệnh, mang theo riêng mình đội ngũ, hướng về quần tinh ma đảo phóng đi, biến mất ở mênh mông quần tinh ma đảo. Lục Minh mang theo đội ngũ của hắn, cũng hướng về quần tinh ma đảo phóng đi. Bọn họ những người này, tiến vào quần tinh ma đảo, nhao nhao phân tán ra, từng cái đội trưởng, mang theo một chi đội ngũ, bay về phía phương hướng khác nhau. Quần tinh ma đảo phi thường cuồn cuộn, bọn họ những người này phân tán ra, cũng không sợ đoạt người khác ác ma. Vù vù, Lục Minh tốc độ bọn họ thật nhanh, không lâu sau đó, nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái hòn đảo. Có hòn đảo, một dạng thì có ác ma, bọn họ trực tiếp hướng về hòn đảo này vọt tới. Phanh phanh phanh, bọn họ còn không có vọt tới hòn đảo này, phía dưới hồ nước không ngừng nổ tung, nhóm lớn ác ma, từ trong hồ nước vọt ra, đánh tới Lục Minh bọn họ. Giết, giết sạch những ngày này cung người, hống khiếu như sấm, ma sát chi khí trùng thiên, từng đạo ma đao, ma kiếm, ma chảo, ma quang các loại, phô thiên cái địa hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Chiến trận, Lục Minh hét lớn, còn tốt,
Bọn họ trước đó vi hành thời điểm, đội ngũ cũng không có loạn, là dựa theo chiến trận phương thức sắp xếp, giờ phút này thôi động chiến trận, chỉ ở trong khoảnh khắc. Theo Lục Minh hét lớn, chiến trận bị thôi động, kim sắc hào quang lấp lánh mà ra, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu vàng óng, đem Lục Minh bọn họ bao phủ ở bên trong. Rầm rầm rầm, liên tiếp oanh minh, những cái này ác ma công kích đều bị quang cháo chặn lại. Tốt nhiều lợi hại ác ma, thần hoàng cửu trọng ác ma cũng không dưới 30 cái. Lục Minh giật mình, đối phương vừa ra tay, hắn đã đại khái cảm ứng ra những cái này ác ma tu vi. Thần hoàng cửu trọng ác ma không xuống 30 cái, thần hoàng bát trọng thất trọng khoảng chừng vài trăm cái, thần hoàng thất trọng trở xuống hơn 3000 cái. Thật không hổ là tam cấp khu vực. Đây chỉ là quần tinh ma đảo ngoại vi một cái hòn đảo mà thôi, cao thủ thế mà nhiều như vậy. Có thể nghĩ, mênh mông quần tinh ma đảo, tụ tập bao nhiêu ác ma cao thủ, thần hoàng cửu trọng ác ma, khó có thể tính toán. Những cái này ác ma, căn bản không phải bọn họ đối thủ, không cần phải nói bọn họ có chiến trận, liền xem như không dùng chiến trận, Lục Minh một người liền có thể giết sạch những cái này ác ma. Giết, Lục Minh hét lớn, kim sắc quang mang, hóa thành kim sắc chiến kiếm, quét ngang mà ra. Phốc, ác ma máu tươi tàn mát mặt hồ, lập tức, thì có gần 100 ác ma, bị chặn ngang chém giết. Giết, giết, Lục Minh hét lớn, kim sắc kiếm quang tung hoành sát phạt, những cái này ác ma, căn bản không phải đối thủ, không ngừng bị chém giết, thi thể như mưa rơi đồng dạng, rơi xuống mặt hồ. Đối thủ quá mạnh, mau lui lại, đi, còn dư lại ác ma hoảng, điên cuồng lui lại, muốn chạy trốn, nhưng là Lục Minh bọn họ theo đuổi không bỏ, một trận mãnh liệt giết, cuối cùng tối thiểu có 7 thành ác ma. Bị chém giết, còn dư lại ác ma, trốn hướng 4 phương 8 hướng. Thu thập ác ma linh huyết, chú ý trận hình không cần loạn. Lục Minh hạ lệnh, ở địa phương này, nhất định phải thời khắc bảo trì chiến trận, bằng không thì, thật nguy hiểm. Bọn họ ở bảo trì chiến trận điều kiện tiên quyết, bắt đầu thu thập ác ma linh huyết. Ngay lúc này, Lục Minh nhìn thấy phía trước cái kia hòn đảo có số lớn ác ma phi ra, bất quá không phải bay về phía bọn họ, mà là hướng về quần tinh ma đảo chỗ sâu bay đi. Hiển nhiên, vừa rồi những cái kia ác ma, là phía trước cái kia ma đảo phục binh, mắt thấy không phải Lục Minh bọn hắn đối thủ, cái kia hòn đảo phía trên ác ma, bắt đầu rút lui. Lục Minh bọn họ không có truy kích, mà là tiếp tục thu thập ác ma linh huyết. Một lúc sau, bọn họ đem ác ma linh huyết thu thập xong, sau đó hướng về kia cái hòn đảo bay đi, khi bọn hắn đi tới hòn đảo phía trên thời điểm, một cái ác ma đều không có phát hiện, hiển nhiên, tất cả ác ma, đều lui đi, chỉ lưu lại một không đảo. Chúng ta đã bị ác ma phát hiện. Tiếp đó, phải cẩn thận một chút. Lục Minh căn dặn, sau đó, tiếp tục tiến lên. Không lâu sau đó, bọn họ lại nhìn thấy một tòa ma đảo, khi bọn hắn cẩn thận tới gần, về sau, phát hiện cái này ma đảo, vẫn là không có ác ma. Xem ra, ác ma là rút lui đến chỗ sâu đi. Lăng Vũ Vi nói, có lẽ, là rút lui đến hòn đảo lớn, cùng mặt khác ác ma tụ hợp, đối phó chúng ta. Lục Minh nói bổ sung, cái này rất bình thường, đổi vị trí suy nghĩ, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục tiến lên, liên tục qua mấy cái hòn đảo, đều không có phát hiện ác ma tung tích. Rốt cục, ở liên tục trải qua 6 cái hòn đảo về sau, phát hiện cái thứ 7 hòn đảo. Hòn đảo này, phi thường to lớn, diện tích chỉ sợ so trước đó 6 cái hòn đảo cộng lại, còn to lớn hơn. Mà hòn đảo này, có ác ma, thiên cung tạp chủng đến, bố trí vạn ma đồ thần đại trận, trước mặt hòn đảo phía trên, truyền ra từng tiếng hống khiếu, đón lấy, ma khí phóng lên tận trời. Từng đạo ma ảnh, ở ma khí bên trong hiện lên. Tốt nhiều ác ma, Lục Minh đội ngũ, có người kinh hô. Xem ra, trước đó 6 cái ma đảo bên trên ác ma, đều rút lui đến cái này ma đảo lên. Một người khác nói, mà Lục Minh, Đán Đán, Lăng Vũ Vi ba người, thì là liếc nhau một cái. Lại là vạn ma đồ thần đại trận, trong lòng ba người lẩm bẩm một câu. Tới gần nhìn xem, Lục Minh hạ lệnh, Lục Minh bọn họ, hướng về ma đảo tới gần, phát hiện ma đảo bên trong. Ác ma thân ảnh rất nhiều, nguyên một đám ma khí trùng thiên, cao thủ nhiều như mây. Bên trong không biết có bao nhiêu cường đại ác ma, những cái này ác ma, bày ra vạn ma đồ thần đại trận, ngưng tụ mấy tôn to lớn ma ảnh, đứng sừng sững ở ma đảo tứ phương. Hồng hoang vũ trụ người đến, giết bọn hắn, giết, Lục Minh bọn họ khẽ dựa gần, ma đảo bên trong ác ma, liền phát hiện Lục Minh, nguyên một đám giống to, điều khiển vạn ma đồ thần đại trận, hướng về Lục Minh bọn họ phát động tiến công. Bá. Một tôn to lớn ma ảnh, cầm trong tay ma đao, hướng về Lục Minh bảo chảm mà xuống, ma uy ngập trời. Lui, Lục Minh lập tức hạ lệnh, bọn họ hướng về sau mặt cấp tốc lui lại, tránh khỏi một kích này. Hư không chấn động, một vị khắc cường đại ma ảnh, cũng hướng về Lục Minh bọn họ giết tới đây,
Lục Minh bọn họ lại lui, đem khoảng cách kéo ra, những cái kia ác ma, liền không có truy kích, lui về ma đảo phía trên. Đán Đán, giao cho ngươi. Lục Minh đối Đán Đán nói, chút lòng thành, Đán Đán cười một tiếng, thân hình tại hư không lóe lên, bắt đầu bày trận. Hắn đã phá qua mấy lần vạn ma đồ thần đại trận, xem như quen việc dễ làm, bố trí, tốc độ thật nhanh. Không đến bao lâu, Đán Đán thân hình, một lần nữa trở về. Làm xong, Đán Đán tự tin cười nói, các huynh đệ tỉ muội, giết ác ma à. Lục Minh nói, ha ha ha, giết ác ma, giết. Lục Minh những đội viên này, nguyên một đám ngao ngao kêu to. Bọn họ cũng biết Đán Đán phù văn trận pháp chi đạo, mạnh phi thường, lần trước liền phá ác ma vạn ma đồ thần đại trận, cho nên một lần này, bọn họ phi thường có tự tin. Bọn họ tạo thành chiến trận, lần nữa xông về ma đảo bên trên, vạn ma đồ thần đại trận, lập tức phát động, mấy tôn to lớn ma ảnh, hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Lên, lúc này, Đán Đán xuất thủ, đầy trời đều là phù văn, hợp thành một cái đại chiến, vô tận phù văn, phù đầy hư không, để ác ma vạn ma đồ thần đại trận, xuất hiện chấn động, xuất hiện sơ hở. Căn cứ Đán Đán chỉ điểm, Lục Minh bọn họ phát động tiến công. Kim sắc kiếm quang, hướng về một tôn to lớn ma ảnh chém tới, một tiếng kịch liệt oanh minh, tôn này ma ảnh, trực tiếp tán loạn ra. Bên trong, có không ít ác ma, đã chết, Lục Minh bọn họ động tác không ngừng, tiếp tục thôi động đại trận, thẳng hướng tôn thứ hai to lớn ma ảnh. Tôn thứ hai to lớn ma ảnh, đồng dạng chạy không khỏi bị đánh tan vận mệnh. Đụng, đụng, liên tục mấy tiếng tiếng nổ mạnh, còn dư lại mấy tôn to lớn ma ảnh, một tôn tiếp một tôn bị oanh nổ tung. Vạn ma đồ thần đại trận, bị phá. Không có vạn ma đồ thần đại trận, những cái này ác ma, căn bản không phải Lục Minh bọn hắn đối thủ, bị Lục Minh bọn họ như chém dưa thái rau chém giết, thi thể như mưa rơi một dạng rơi xuống dưới trong hồ nước. Liền ở Lục Minh bọn họ săn giết ác ma thời điểm, trong bóng tối, đã có mấy đạo con mắt âm lãnh, hướng về Lục Minh bọn họ. Một người trong đó, chính là âm linh tộc tuyệt thế yêu nghiệt, ám tinh. Mấy người khác, cũng là âm linh tộc cao thủ, bọn họ lại có thể phá ác ma vạn ma đồ thần đại trận. Trong đó một cái âm linh tộc, phát ra khiếp sợ thanh âm, bất quá là dùng truyền âm phương thức, cũng không có truyền đi. Là cái kia thế giới thần quy, kia hẳn là thế giới thần quy bên trong hiếm thấy yêu nghiệt. Phù văn trận pháp tạo nghệ, thế mà mạnh như vậy, thú vị, nhớ kỹ, đằng sau động thủ, cái này thế giới thần quy muốn giữ lại, có thể lấy cho chúng ta sử dụng. Còn có, cái kia tinh linh tộc công chúa Lăng Vũ Vi, thực lực không tệ, cũng không cần giết, ta muốn giữ lại nuôi dưỡng ở bên người, trở thành ta đồ chơi. Ám tinh mở miệng, trong mắt mang theo ánh sáng nóng bỏng. Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi, hắn không muốn giết, Lăng Vũ Vi tự nhiên không cần phải nói, thực lực và bề ngoài, để hắn rất động tâm. Mà Đán Đán phù văn trận pháp tạo nghệ, cũng làm cho tâm hắn động không ngừng. Nếu là bọn họ có thể đem Đán Đán mang theo trên người, vậy ở nơi này cái ám vũ trụ săn giết ác ma, tốc độ ít nhất phải nhanh không chỉ gấp 10 lần. Có Đán Đán, cũng không cần sợ ác ma vạn ma đồ thần đại trận, hoặc là mặt khác đại trận, cứ như vậy, chẳng phải là chiếm hết ưu thế. Săn giết ác ma, liền đại biểu cho công huân điểm, liền đại biểu cho bảo vật, đại biểu cho thực lực. Không nghĩ tới, chuyến này tới giết Mục Vân. Lại có dạng này phát hiện, không tệ không tệ. Ám tinh tâm lý phi thường hài lòng. Bất quá, hiện tại hắn không có tính toán động thủ. Hiện tại xuất thủ, cho dù có thể giết Lục Minh bọn họ, chính bọn hắn, cũng sẽ biến thành ác ma mục tiêu. Bọn họ muốn chờ không có ác ma thời điểm lại ra tay. Giết đi, giết ác ma càng nhiều càng tốt, dù sao những chiến lợi phẩm này, sớm muộn đều là của ta. Ám tinh cười lạnh, săn giết, lại tiếp tục, rất nhanh, hòn đảo này bên trên ác ma. Bị Lục Minh bọn họ săn giết hơn phân nửa, còn dư lại giải tán lập tức, trốn hướng bốn phương tám hướng. Sau đó, Lục Minh bọn họ bắt đầu thu thập ác ma linh huyết. Lại thu thập ác ma linh huyết thời điểm, bọn họ từ đầu tới cuối duy trì lấy trận hình, cảnh giác có ác ma đánh lén. Bất quá, nơi này ác ma đều trốn được, thẳng chờ bọn hắn đem ác ma linh huyết đều muốn thu thập tốt rồi, đều không có ác ma đánh lén. Đúng lúc này, ai, Lục Minh bỗng nhiên quát lạnh, hướng về một cái phương hướng. Ánh mắt sáng ngời, lấp lóe sát cơ. Lục Minh đội viên khác, tò mò nhìn về phía cái hướng kia, bởi vì, cái hướng kia không có vật gì, Lục Minh phát hiện cái gì. Nếu không ra, đừng trách ta xuất thủ. Lục Minh lần nữa quát lạnh, cũng không phải Lục Minh phát hiện cái gì, mà là Cốt Ma có phát hiện. Vừa rồi, Cốt Ma nói cho Lục Minh, ở phương hướng kia, phải có sinh linh ẩn phục đang nhìn trộm. Lục Minh bản thân cũng không có phát hiện, nhưng là, hắn đối Cốt Ma, tự nhiên là không có hoài nghi. Lập tức mở miệng quát lớn. Chỗ đó, xuất hiện gợn sóng, sau đó, ba bóng người, đột nhiên nổi lên,
Không nghĩ tới, linh giác của ngươi thế mà như vậy nhạy cảm, lại có thể phát hiện chúng ta tồn tại, thật là không nổi. Một thanh niên lạnh lùng mở miệng, ba người này, tự nhiên là ám tinh chờ ba cái âm linh tộc cao thủ, mở miệng chính là ám tinh. Giờ phút này, ám tinh ánh mắt bên trong, hơi kinh ngạc. Bọn họ ẩn phục chi thuật, ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ, cơ hồ không có cái nào chủng tộc có thể so sánh, dựa theo lẽ thường mà nói, lục minh đám người, hẳn là không phát hiện được bọn họ. Nhưng mà sự thật chính là, lục minh phát hiện bọn họ. Thật kỳ diệu ẩn phục chi thuật, lục minh con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn tâm lý cũng rất khiếp sợ. Bởi vì hắn bản thân căn bản không có phát hiện, nếu như không có cốt ma, hắn đều không biết mình sau lưng, lại có cường giả ẩn phục, đây là vô cùng nguy hiểm dấu hiệu. Các ngươi là âm linh tộc người. Giờ phút này, Lăng Vũ Vi mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Âm linh tộc, lục minh ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại. Âm linh tộc, trong vũ trụ này tiếng xấu vang rền chủng tộc, hắn tự nhiên nghe nói qua. Bọn họ cũng không phải là một chi đội ngũ hành động, mà là mấy người. Loại tình huống này xuất hiện ở âm linh tộc trên người, chỉ có một cái giải thích, kia liền là, bọn họ muốn ám sát người nào đó. Mục tiêu bọn hắn, rất có thể là chúng ta. Đán Đán cũng mở miệng, ha ha, các ngươi đoán không sai, mục tiêu của chúng ta, chính là các ngươi. Ám tinh cười một tiếng, trực tiếp thừa nhận, lộ ra phi thường tự tin. Chúng ta đều là thiên binh, các ngươi âm linh tộc muốn ám sát chúng ta, đây chính là trái với thiên quy. Lăng Vũ Vi kêu lên, chỉ cần các ngươi đều đã chết, ai biết các ngươi chết như thế nào? Chết ở ác ma trên tay, thực sự quá bình thường. Ám tinh cười lạnh nói. Sau đó, trong tay hắn, xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này, rất kỳ quái, giống như là không có màu sắc, giống như là trong suốt một dạng. Một thanh trong suốt kiếm, nhưng là, đã có khí tức kinh khủng phát ra. Đây là một thanh đại sát khí, một thanh tuyệt đỉnh đại sát khí. Giết, ám tinh quát lạnh, một kiếm đâm ra ngoài. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa, phảng phất an tĩnh lại, ngay cả phiên trào mặt hồ, đều biến bình tĩnh trở lại. Thiên địa, chỉ có một đạo đáng sợ vô ảnh kiếm ảnh, hướng về lục minh giết tới. Chiến trận, lục minh hét lớn, muốn thôi động chiến trận ứng phó ám tinh. Nhưng là, liền ở vận chuyển chiến trận thời điểm, lục minh lại phát hiện, chiến trận vận chuyển không trôi chảy, kim sắc kiếm quang, vừa muốn ngưng tụ ra, lại ầm vang tán loạn ra. Không tốt, lục minh, Đán Đán đám người, sắc mặt đại biến. Lại vào lúc này, chiến trận xuất hiện vấn đề. Lúc này, lục minh muốn xuất ra liệt phong châu cùng băng huyền côn chống đối, đã chậm. Đã không kịp, thời khắc mấu chốt, lục minh chỉ có thể thôi động trên người thiên binh chiến giáp. Đụng, thiên binh chiến giáp phát sáng, có một tầng quang cháo lơ lửng mà ra, liền ở quang cháo hiện lên thời điểm, đạo kia kiếm quang, đã chạm tại quang cháo phía trên. Đụng một tiếng, quang cháo chấn động một cái, thành công đem đạo kia kiếm quang chặn lại. Nhị đẳng thiên binh chiến giáp, thế nhưng là có thể ngăn cản một vị thần đế cảnh nhất trọng cường giả toàn lực nhất kích, ám tinh một kiếm này uy lực, mặc dù cực mạnh, nhưng còn không có đạt tới thần đế cảnh lực công kích. Làm ngăn trở một kiếm này về sau, lục minh trong tay, liệt phong châu cùng băng huyền côn đồng thời xuất hiện, mà Lăng Vũ Vi trong tay, cũng xuất hiện mang huyết tinh linh vương cung. Ngươi, cái này phản đồ. Lúc này, Đán Đán gầm thét, lục minh ánh mắt, cũng quét tới. Một bóng người, thoát ly đội ngũ lục minh bọn họ, hướng về ám tinh bọn họ phóng đi. Phản đồ, không cần phải nói, tất cả mọi người hiểu rõ, trong bọn họ, xuất hiện phản đồ. Cho nên, vừa rồi chiến trận mới có thể vận chuyển không trôi chảy, mới có thể không có vận chuyển thành công. Thiên cung chiến trận này, là hỗ trợ lẫn nhau, nhất định phải 50 người hợp lực, mới có thể thôi động thành công, chỉ cần có một người không phối hợp, hoặc là thiếu khuyết một người, chiến trận sẽ rất khó vận chuyển thành công. Đây cũng là nhược điểm chiến trận này, một khi thôi động, uy lực phi thường lớn, nhưng là một khi trong đó có người chết, chiến trận liền không cách nào thôi động. Một vòng tiếp một vòng, thiếu khuyết bất luận cái gì một vòng đều không được. Cái này cũng là vì cái gì Lưu Đại Năng dặn đi dặn lại, để bọn hắn không muốn tách ra, nhất định phải bảo trì trận hình. Đó là một thanh niên, trước thoạt nhìn rất thành thật, một mực vì lục minh như thiên lôi sai đâu đánh đó, không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, lại trực tiếp phản bội. Rất nhanh, thanh niên kia liền đi tới ám tinh bên người, thở dài một hơi. Khoảng thời gian này ở chung, hắn biết rõ lục minh đám người đáng sợ, không đến đến ám tinh bọn họ bên cạnh, hắn rốt cục an tâm. Làm không tệ, ám tinh đối cái này thanh niên cười một tiếng, ta ám tinh công tử khích lệ, đây là ta phải làm. Thanh niên kia cúi đầu khom lưng, một bộ dáng điệu xiểm nịnh. Ân, ám tinh gật gật đầu, bỗng nhiên, hắn kiếm trong tay quang bạo đâm mà ra, đâm về phía cái này thanh niên. Cái này thanh niên, như thế nào cũng không nghĩ đến, ám tinh lại đột nhiên ra tay với hắn, hoàn toàn né tránh không ra.
Phù một tiếng, hắn mi tâm liền bị kiếm quang xuyên thủng, linh hồn cũng ở trong khoảnh khắc bị yên diệt. Ngươi, thanh niên bản năng trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi hướng về ám tinh. Hiển nhiên không nghĩ tới, ám tinh lại đột nhiên ra tay giết hắn. Ta một mực tin tưởng, chỉ có người chết, mới là bảo đảm nhất, miễn là ngươi chết rồi, hắn chiến trận, khẳng định liền phá, còn có, ngươi chết, tin tức mới thật sẽ không tiết lộ ra ngoài, an tâm đi à. Ám tinh lạnh lùng nói, bịch một tiếng, thanh niên kia thi thể, rơi vào trong hồ nước. Từ đầu đến cuối, Lục Minh ánh mắt đều rất lạnh. Đối với một cái phản đồ bị giết, hắn sẽ không chút nào đồng tình chi tâm. Ta rất muốn biết rõ, là ai phái các ngươi tới giết ta. Lục Minh hỏi, cái này, ngươi không cần biết rõ. Ám tinh nói, ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, đơn giản là thiên sứ tộc, có phải hay không? Lục Minh nói, con mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào ám tinh. Ám tinh ánh mắt, nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một cái, Lục Minh liền biết, hắn đã đoán đúng. Hắn cái kia đội viên, hiển nhiên cũng là bị thiên sứ tộc mua được. Coi như ngươi đoán đến lại có thể thế nào, hôm nay kết quả của ngươi, đã định trước. A tinh lạnh lùng nói, sát cơ càng ngày càng mạnh. Mặt khác hai cái âm linh tộc cao thủ, cũng tản mát ra lạnh lùng sát cơ. Ngươi cho rằng, ngươi có thể giết ta, Lục Minh lạnh lùng nói. Hắn đã nhìn ra, cái này ám tinh tu vi, là thần hoàng tứ trọng. Mà mặt khác hai cái âm linh tộc cao thủ, là thần hoàng lục trọng tu vi. Tu vi như vậy, liền xem như tuyệt thế yêu nghiệt, Lục Minh cũng không sợ. Ba người cũng muốn tới giết chúng ta, thực sự là tự tìm cái chết. Đán Đán cũng gầm thét, ánh mắt rất bất thiện. Có đúng không, ám tinh cười lạnh, trong tay xuất hiện một khối ấn phù. Đụng, ám tinh trực tiếp bóp nát trong tay ấn phù, sau đó, một cổ vô hình chấn động, lan tràn ra, trong nháy mắt, phương viên 10 vạn dặm phạm vi, liền bị cỗ này vô hình chấn động bao phủ ở bên trong. Đây là, cấm binh lĩnh vực ấn phù. Lăng Vũ Vi sắc mặt đại biến kinh hô, lại là cấm binh lĩnh vực ấn phù. Lục Minh sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức thôi động Liệt Phong Châu, nhưng là phát hiện, hắn cùng với Liệt Phong Châu ở giữa liên hệ, giống như bị cắt đứt, hoàn toàn dẫn dắt không ra Liệt Phong Châu bên trong Liệt Phong. Đón lấy, hắn lại thử một cái điều khiển băng huyền côn, nhưng là băng huyền côn cũng không hề có động tĩnh gì, giống như cũng bị lực lượng nào đó đã cách trở. Không chỉ có như thế, trên người hắn nhị đẳng thiên binh chiến giáp, thế mà bắt đầu thu nhỏ lên, dung nhập vào trong thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Cấm binh lĩnh vực phía dưới, bất luận cái gì thần binh, cũng không thể điều khiển. Ta chiến giáp, ta thần binh cũng không thể dùng. Những người khác cũng nhao nhao kinh hô, sắc mặt rất khó nhìn. Đồng dạng, Lăng Vũ Vi thanh kia mang huyết tinh linh vương cung cũng không thể vận dụng. Mục Vân, ngươi ỷ vào, đơn giản là nhị đẳng thiên binh chiến giáp cùng hai kiện đại sát khí, hiện tại, ở cấm binh lĩnh vực phía dưới, cũng không thể vận dụng, ngươi còn có thể dựa vào cái gì? Ám tinh cười lạnh, trong tay hắn thanh kia trong suốt đại sát khí, cũng biến mất không thấy gì nữa. Ở cấm binh lĩnh vực phía dưới, chúng ta thần binh là không thể dùng, nhưng là các ngươi thần binh, cũng tương tự không thể vận dụng, ngươi liền tự tin như vậy có thể giết ta. Lục Minh nói, đúng vậy, cấm binh lĩnh vực, thế nhưng là không phân địch ta, chỉ cần ở cấm binh lĩnh vực phạm vi bên trong, mặc kệ phương nào, đều sẽ nhận ảnh hưởng, thần binh không thể vận dụng. Không có đại sát khí, ta giết ngươi, mới dư xài. Ám tinh thản nhiên nói, hiển lộ ra cường đại tự tin, bàn tay hắn hư không nắm vào, thần lực ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, kiếm khí sắc bén gào thét mà ra, đem không gian đều cắt ra. Những người khác, giao cho các ngươi, Mục Vân ta tự mình tới giết. Ám tinh đối với những khác hai cái âm linh tộc cao thủ phân phó một tiếng, vừa dứt lời, hắn thân hình liền biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc, liền xuất hiện ở Lục Minh cách đó không xa, một kiếm đâm về phía Lục Minh mi tâm. Không cần đại sát khí, chết chính là ngươi. Lục Minh quát lạnh, thân hình cũng là lóe lên, từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ám tinh bên phải, bàn tay như đao, một trường thiết xuống dưới. Bất quá, ám tinh nhanh chóng biến chiêu, kiếm quang trong phút chốc đâm về phía bên phải, cùng Lục Minh bàn tay đụng vào nhau, oanh một tiếng, kình khí bốn phía, hai người thân hình, đồng thời lui lại. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh ánh mắt hơi hơi co vào. Cái này ám tinh thực lực, thật sự rất mạnh, Lục Minh đoán chừng, ở thần hoàng cảnh, phải có vượt qua bốn cái cấp bậc đại chiến thực lực. Khó trách người này tự tin như vậy, ở không có đại sát khí tình huống phía dưới, tự tin có thể giết Lục Minh. Dù sao, hắn tu vi, so Lục Minh cao hơn nhất trọng. Ngươi thực lực, lại không biết, ám tinh càng thêm chấn kinh, hắn thực lực so Lục Minh cao một trọng, một chiêu mới vừa rồi, thế mà cùng Lục Minh liều một cái ngang tay, chẳng phải là nói, Lục Minh có thể vượt qua năm cái cấp bậc đại chiến. Tại sao có thể mạnh như vậy? Thú vị, thật sự có, loại này yêu nghiệt, ta còn không có giết qua đây,
Mục Vân, ngươi định giết ta. Sau một khắc, ám tinh trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, gào thét một tiếng, âm linh thích khách, ra đi. Ông, ám tinh thân thể tản mát ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt, có một cỗ hắc sắc quang môn lấp lóe, đón lấy, từ trong ánh sáng, có một ít thân ảnh lấp lóe mà ra. Tổng cộng có 7 đạo thân ảnh, bất quá, 7 đạo này thân ảnh cũng không phải là cùng một chủng tộc, thoạt nhìn đến từ 7 cái bất đồng chủng tộc, thoạt nhìn đều vô cùng trẻ tuổi, sinh động như thật, trong đó có một cái lại là tinh linh tộc. Lăng Hải, nguyên lai Lăng Hải là bị ngươi giết. Lăng Vũ Vi khẽ kêu, thân ảnh bên trong lộ ra vẻ phẫn nộ. Lăng Hải vốn là tinh linh tộc một vị đỉnh cấp yêu nghiệt, ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua 3 cái cấp bậc mà chiến, loại người này tiền đồ không thể đo lường. Thế nhưng là mấy trăm năm trước, Lăng Hải ở đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, như vậy mất đi tung tích. Hiện tại xem ra, Lăng Hải là chết ở ám tinh trong tay. Ha ha ha, không sai, Lăng Hải đích thật là chết trong tay ta, trở thành ta một tôn âm linh thích khách, mấy người các ngươi cũng có tư cách trở thành ta âm linh thích khách, đặc biệt là ngươi, Mục Vân, trở thành ta âm linh thích khách, vì ta chinh chiến, là vinh hạnh của ngươi. Ám tinh càn rỡ cười to, đồng thời, cái kia 7 đạo thân ảnh, nhao nhao xông về Lục Minh, hướng về Lục Minh đánh tới. Hắn tu luyện âm linh thích khách, cần cực mạnh yêu nghiệt thiên kiêu, bởi vì, âm linh thích khách, có thể theo hắn trưởng thành, thiên phú càng cao âm linh thích khách, lớn lên càng nhanh, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Lục Minh, thực sự quá thích hợp. Lục Minh trong mắt, lộ ra vẻ chán ghét. Hắn đã nhìn ra ám tinh tu luyện thủ đoạn, thật sự là tàn nhẫn hết sức, làm cho người chán ghét. Chiến tự quyết, gấp 6 lần chiến lực. Giờ phút này, Lục Minh thúc giục chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực, toàn thân phát ra ánh sáng mông lung huy, đem tế bào đủ loại bí thuật đều thôi động lên. Vung tay lên, 7 chuôi ma kiếm hình thành, hướng về 7 cái âm linh thích khách giết tới, là đại ma kiếm thuật. Đồng thời, Lục Minh bản thân, đánh tới ám tinh. Giờ khắc này, Lục Minh đem chiến lực thôi động đến cực hạn. Tới đi, âm tà thập bát sát, ám tinh thét dài, cũng bộc phát ra toàn lực, thẳng hướng Lục Minh, kiếm ảnh tung hoành, hư không bị cắt đứt ra từng đầu, đáng sợ vết kiếm. Rầm rầm rầm, đương đương đương, hai người liên tục va chạm, triển khai đại chiến kịch liệt, trong lúc nhất thời, thế mà không có phân ra thắng bại. Ám tinh, đích xác có tự phụ tư cách, giờ phút này hắn bộc phát toàn lực, chiến lược thế mà nâng cao một bước. Lục Minh đoán chừng, ám tinh coi như không có vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến thực lực, cũng có vượt qua 4 cái nửa tả hữu thực lực. Mà Lục Minh, ra tay toàn lực, ước chừng có thể vượt qua 5 cái rưỡi cấp bậc mà chiến thực lực. Mà Lục Minh tu vi, vừa vặn so với đối phương thấp nhất trọng, cho nên hai người trong lúc nhất thời, thế mà chiến thành ngang tay. Ở hai người giao thủ thời điểm, mặt khác hai cái âm linh tộc cao thủ, cũng giết hướng Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán đám người. Giết, Lăng Vũ Vi khẽ kêu, phía sau xuất hiện một gốc đại thụ che trời, trong tay nàng, cũng xuất hiện một thanh chiến cung, đây cũng không phải là thần binh, mà là hắn bản nguyên bí thuật. Hưu, một đạo mũi tên phá không sát phạt, bắn về phía trong đó một cái âm linh tộc cao thủ. Đương, mũi tên cùng âm linh tộc cái này cao thủ trường kiếm, đụng vào nhau, âm linh tộc cái này cao thủ, trường kiếm trong tay chấn động không ngớt, vồ giết về phía trước thân hình, cũng dừng lại. Ân, cái này âm linh tộc cao thủ, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn công kích, thế mà bị Lăng Vũ Vi chặn lại. Phải biết, hắn có lấy thần hoàng lục trọng tu vi, hơn nữa là đỉnh cấp yêu nghiệt, có thể vượt qua 2 cái nửa cấp bậc mà chiến, chém giết thần hoàng bát trọng tồn tại, đều dễ như trở bàn tay. Mà Lăng Vũ Vi, mới thần hoàng tứ trọng tu vi mà thôi, thế mà có thể ngăn cản hắn công kích. Chẳng lẽ Lăng Vũ Vi có thể vượt qua 4 cái nửa cấp bậc mà chiến? Dạng này quá kinh khủng, cấp bậc này yêu nghiệt, chẳng phải là cùng ám tinh không sai biệt lắm. Loại này cấp bậc yêu nghiệt, toàn bộ hồng hoang vũ trụ, đều không có mấy cái à. Bất quá, cái này âm linh tộc cao thủ là bị chặn lại, nhưng là một cái khác âm linh tộc cao thủ, lại không ai có thể ngăn cản. Hắn giết tới, trường kiếm hóa thành từng đạo kiếm ảnh, đâm một cái mà ra, thì có 5 người bị kiếm khí xuyên thủng mi tâm, chết tại chỗ. Mau trốn à, những người khác hoảng sợ kêu to, xoay người chạy. Không có chiến trận, Lục Minh những cái này đội viên, căn bản không phải âm linh tộc những sát thủ này đối thủ. Chỉ có Đán Đán, dựa vào trận pháp, mới chặn lại người này công kích. Muốn đi, đều phải chết. Cái này âm linh tộc cao thủ, liên tục xuất thủ, kiếm quang lấp lóe, mỗi một kiếm đâm giết mà ra, đều có một cái trở lên người bị đánh giết. Trong khoảnh khắc, thì có mười mấy người chết ở trên tay hắn. Tha mạng, ta nguyện ý đầu nhập vào các ngươi. Tha ta nguyện ý phối hợp các ngươi đi giết Mục Vân. Có ít người dọa trực tiếp cầu xin tha thứ, tại chỗ phản bội Lục Minh. Những người này, cùng Lục Minh cũng không có cái gì giao tình thâm hậu, ở Lục Minh thủ hạ lăn lộn,
Một mặt là thiên cung an bài, một phương diện cũng là vì vớt công huân điểm mà thôi. Hiện tại đứng trước nguy cơ sinh tử, tự nhiên trực tiếp đem Lục Minh bán rẻ. Đáng chết phản đồ, đán gầm thét, chung quanh thân thể hắn, tất cả đều là phù văn, tạo thành đại trận, chặn lại âm linh tộc cao thủ công kích, đồng thời, còn có phù văn không ngừng tràn ngập hướng hư không, biến mất ở trong hư không. Đều chết cho ta, âm linh tộc cao thủ, căn bản không định bỏ qua bọn họ, bởi vì, tin tức bọn họ giết Lục Minh đám người, cũng không thể lộ ra ngoài. Âm linh tộc người, từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán buông tha Lục Minh bọn họ nhánh này đội ngũ người, bởi vì, chỉ có người chết, mới sẽ không tiết lộ tin tức. Để cho an toàn bộ diệt trừ, thỏa đáng nhất. Hiu, hiu, từng đạo kiếm ảnh, xé rách hư không, mỗi một đạo kiếm ảnh, đều tản mát ra uy lực khủng bố, Lục Minh đội ngũ, trừ bỏ Lục Minh, Lang Vũ Vi cùng đán ba người, những người khác, không có khả năng cản một chiêu. Mỗi một đạo kiếm ảnh chém qua, đều có một người chết. Trốn à, còn dư lại một số người, hoảng sợ hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Bất quá, cái kia âm linh tộc cao thủ, tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ không nhìn thấy người, chỉ thấy kiếm quang trên không trung không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, thì có một người bị đánh giết. Mà lúc này đây, đán nhanh chóng hướng về Lăng Vũ Vi tới gần, đồng thời, trên người hắn thời thời khắc khắc đều có phù văn lan tràn ra, xông vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Vũ Vi, tiếp tục cùng cái kia âm linh tộc cao thủ giao phong, Lăng Vũ Vi đã bắn ra 10 mũi tên, toàn bộ bị cái kia âm linh tộc cao thủ ngăn lại, bất quá, cái kia âm linh tộc cao thủ, cũng không làm gì được Lăng Vũ Vi, không đến gần được Lăng Vũ Vi bên người, hai người tạo thành giằng co. Ta tới giúp ngươi, đán kêu lên, vung tay lên, vô tận phù văn tràn ngập, hóa thành một từng cái xiềng xích, hướng về kia âm linh tộc cao thủ quấn quanh đi, bất quá âm linh tộc cao thủ vô cùng linh hoạt, không ngừng lấp lóe phía dưới, đem đán lấy trận pháp ngưng tụ ra xiềng xích, nhao nhao tránh đi. Mà lúc này, Lục Minh đội ngũ, hắn đã toàn bộ bị chém giết, thi thể rơi xuống mặt hồ. Chạm giết những người đó về sau, cái kia âm linh tộc cao thủ phản hồi, cùng một cái khác âm linh tộc cao thủ liên thủ, cùng một chỗ thẳng hướng Lăng Vũ Vi cùng đán. Đại trận, lên, đán liên tục điểm ra, hư không bên trong, hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Đây là hắn trước đó liền bày ra trận pháp, bố trí trận pháp, thời gian tốn hao càng nhiều, trận pháp uy lực lại càng mạnh, trận pháp này, hiển nhiên so đán tiện tay bày ra trận pháp uy lực càng mạnh. Hống hống hống, vô tận phù văn, xen lẫn thành một tòa đại trận, ngưng tụ ra từng con to lớn kim sắc cá sấu, đánh về phía hai cái âm linh tộc cao thủ. Hai cái âm linh tộc cao thủ công kích, lập tức bị kim sắc cá sấu chặn lại. Mà Lăng Vũ Vi, sẽ thỉnh thoảng bắn ra một tiễn, mỗi một tiễn uy lực đều mạnh phi thường, có thể uy hiếp đến hai cái âm linh tộc cao thủ tính mệnh, hai cái âm linh tộc cao thủ, không thể không ngưng thần ứng đối. Cứ như vậy, đán cùng Lăng Vũ Vi, liền cùng hai cái âm linh tộc cao thủ tạo thành giằng co. Mà một bên khác, Lục Minh cùng Ám Tinh, cũng tạo thành giằng co, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Đáng chết, tận mắt nhìn mình đội viên nguyên một đám bị giết, mặc dù bọn họ cũng không có giao tình gì, thậm chí có nhóm người trước còn nhằm vào qua hắn, nhưng vẫn là để Lục Minh sát cơ cường thịnh tới cực điểm, ánh mắt cũng lạnh tới cực điểm. Ám Tinh đám người, hắn tất sát, kỳ thật, Ám Tinh đám người, trong lòng cũng giống to, có chút nôn nóng. Hiển nhiên, Lục Minh đám người thực lực, hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Hắn không nghĩ tới, phá Lục Minh bọn họ trận pháp, lấy cấm binh lĩnh vực cắt đứt Lục Minh bọn họ đại sát khí, chỉ bằng vào bản thân thực lực, Lục Minh đám người, thế mà cường đại thành dạng này. Lục Minh thực lực, vượt xa hắn đoán trước, đán cùng Lăng Vũ Vi thực lực, đồng dạng cũng là. Lúc đầu hắn có hoàn toàn chắc chắn, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện giằng co. Sát, hôm nay, nhất định phải giết chết những người này. Ám Tinh tâm lý cuồng hống, liều mạng đánh giết, bất quá, Lục Minh lực lượng kinh người, ba loại đại cổ bí thuật, tiện tay bóp đến, huyền diệu hết sức, hoàn toàn chặn lại hắn công kích. Trong lúc nhất thời, hai người căn bản khó có thể phân ra thắng bại. Lục Minh, ngươi có thể hay không ngăn chặn ra hỏa kia một đoạn thời gian? Giờ phút này, đán trong bóng tối cho Lục Minh truyền âm. Lục Minh ánh mắt hơi động một chút, nói, ngươi là muốn bày trận. Không sai, chỉ cần cho ta một đoạn thời gian, ta liền có thể bố trí xuống một cái trận pháp cường đại, đầy đủ để cho chúng ta thoát thân. Đán lấy truyền âm trả lời. Không, ta muốn ngươi bố trí một cái khốn địch ngăn trở trận pháp, ta muốn đem những người này, toàn bộ lưu ở nơi này. Lục Minh trả lời, thanh âm phi thường băng hàn. Ngươi, có nắm chắc ứng phó gia hỏa kia, tên kia thế nhưng là phi thường khó giải quyết. Đán nói, gia hỏa kia, dĩ nhiên là chỉ Ám Tinh. Ta đã tìm được người này sơ hở. Lục Minh nói, tốt,
chơi hắn, yên tâm, ta sẽ bố trí xuống một cái khốn địch ngăn trở đại trận. Đán Đán trả lời, lộ ra hưng phấn. Nói chuyện đồng thời, toàn thân hắn làn ra lỗ chân lông, thậm chí miệng, cọng tóc, đều có phù văn lan tràn ra, đã bắt đầu bày trận. Gia hỏa này, thật giống như phù văn hóa thân, bày trận tốc độ, vượt xa khỏi thường nhân. Giết, Lục Minh hét lớn, không ngừng công kích, cùng ám tinh chiến đấu. Mà Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán, hiển nhiên cũng là thương lượng xong, một lòng phòng thủ, một bộ nhanh sắp không kiên trì được nữa bộ dáng. Cứ như vậy, để âm linh tộc người thấy được hy vọng. Các ngươi hai cái, tranh thủ thời gian giải quyết cái kia rùa đen cùng tinh linh công chúa, hiện tại, ta không cần sống, giết bọn hắn liền có thể, giải quyết bọn họ, đến giúp ta giết chết Mục Vân. Ám tinh cho hai cái kia âm linh tộc cao thủ truyền âm. Hắn thực sự không có biện pháp, Lục Minh chiến lực, vượt xa khỏi dự tính của hắn, hắn phát hiện, một mình hắn thật không đối phó được Lục Minh, chỉ có chờ mặt khác hai cái âm linh tộc cao thủ giải quyết Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán, đi viện trợ hắn cùng một chỗ giải quyết Lục Minh. Yên tâm, hai cái âm linh tộc cao thủ trả lời, sử dụng lực lượng toàn thân, liều mạng công kích. Nhưng là, để bọn hắn buồn bực là, trước đó cũng cảm giác Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi, nhanh sắp không kiên trì được nữa, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, chờ bọn hắn liều mạng công kích sau một thời gian ngắn, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi hai người, vẫn là bộ kia lung lay sắp đổ, nhưng chính là không rơi bộ dáng. Thời gian, từng giờ từng phút đi qua, trong nháy mắt, Lục Minh cùng ám tinh, liền giao phong mấy trăm chiêu. Hai đại yêu nghiệt đại chiến mấy trăm chiêu, thẳng giết hôn thiên địa ám, nhật nguyệt vô quang. Đáng chết à, ám tinh gầm thét, đáng chết là ngươi, hiện tại, giải quyết ngươi đi. Giờ phút này, Lục Minh băng lãnh mở miệng, bởi vì mới vừa rồi, Đán Đán cho hắn truyền âm, trận pháp đã bố trí xong. Hừ, Mục Vân, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thực lực không kém gì ta, nhưng là muốn giết đi, nằm mơ à. Ám tinh cười lạnh nói, hắn thừa nhận hắn giết không được Lục Minh. Nhưng là Lục Minh muốn giết hắn, cũng không khả năng, điểm này, hắn rất tự tin. Có đúng không, Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh, sau đó đột nhiên xông về ám tinh một tôn âm linh thích khách. Trước đó, ám tinh bảy tôn âm linh thích khách một mực cùng ám tinh liên thủ vây công Lục Minh, đều bị Lục Minh lấy đủ loại thủ đoạn ngăn trở. Mà giờ khắc này, Lục Minh phóng tới cái này âm linh thích khách, lại môn hộ mở rộng. Thực sự là tự tìm chết, ám tinh ánh mắt sáng lên, Lục Minh một chiêu này, hắn thấy, là hôn chiêu, là tự tìm đường chết. Lục Minh thế mà bản thân phóng tới một cái âm linh thích khách, lộ ra sơ hở, quả thực tự tìm đường chết. Ám tinh ánh mắt lộ ra dữ tợn chi quang, quát ầm lên chết đi. Phốc, cái này âm linh thích khách trong tay, là một thanh đen nhánh đoạn đao phá toái hư không, trực tiếp đâm về phía Lục Minh đan điền. Phốc, đoạn đao chuẩn xác không có lầm đâm trúng Lục Minh đan điền, trực tiếp đem Lục Minh đan điền, đâm ra một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Ha ha ha, nhìn ngươi chết như thế nào, ám tinh điên cuồng cười ha hả, có đúng không, giờ phút này, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sắc mặt y nguyên rất bình tĩnh, giống như bị đoạn đao xuyên thủng đan điền người, không phải hắn. Ám tinh nụ cười trên mặt biến mất, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngươi, ám tinh vừa muốn nói chuyện, Lục Minh xuất thủ, một quyền đánh ra, đánh vào cái này âm linh thích khách trên người. Đụng một tiếng, cái này âm linh thích khách thân thể, trực tiếp nổ bể ra đến. Ở đại toái liệt thuật, đại thần phong thuật tác dụng dưới, biến thành bột mịn. Một tôn âm linh thích khách, được giải quyết. Đáng chết, ngươi tại sao sẽ không sao? Ngươi đan điền tại sao sẽ không sao? Ám tinh cuồng loạn kêu lên. Vừa mới cái kia âm linh thích khách, rõ ràng đã xuyên thủng Lục Minh đan điền. Phải biết, vùng đan điền là yếu hại, thần hoàng cảnh ngưng tụ ra, hàng tinh, liền ở chỗ đan điền. Một chiêu kia mới vừa rồi, hắn thấy, có thể trực tiếp đánh nát Lục Minh đan điền, hàng tinh, triệt để phế bỏ Lục Minh. Nhưng là Lục Minh căn bản một chút việc đều không có, một chiêu đánh tan hắn một tôn âm linh thích khách, nhưng hắn đầu óc có chút không chuyển qua đến, hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn tự nhiên không nghĩ ra, cấm kỵ chi thể, vùng đan điền căn bản không có, hàng tinh, toàn thân các nơi, cũng không có một cái nào địa phương là yếu hại, liền xem như đầu, đều không phải là yếu hại. Cho nên, hắn đánh xuyên Lục Minh đan điền, đối Lục Minh căn bản không có ảnh hưởng. Không có gì không thể nào, giết, Lục Minh quát lạnh. Đại thần phong thuật vận chuyển, thân hình như phong, đánh tới ám tinh bản nhân. Thiên khôi sát kiếm, ám tinh thét dài một tiếng, đâm ra kinh diễm một kiếm, đâm về phía Lục Minh. Oanh, ám tinh trường kiếm, cùng Lục Minh bàn tay đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, nhưng là một lần này, ám tinh thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt. Lần này, hắn thế mà rơi vào hạ phong, phải biết trước đó, hắn và Lục Minh chính diện giao phong, đều là khó phân sắc thu. Quả nhiên, người này thực lực cùng âm linh thích khách có quan hệ,
hắn có thể lấy được âm linh thích khách thực lực tăng thêm. Lục Minh khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Kỳ thật, ở giao thủ hơn 10 chiêu thời điểm, hắn đã nhìn ra một chút mờ ám, tâm lý có suy đoán. Bằng hắn cấm kỵ chi lực, lúc kia liền có thể áp dụng lưỡng bại câu thương phương thức trước giải quyết hết ám tinh âm linh thích khách. Bất quá lúc kia đán cho hắn truyền âm, hắn liền dứt khoát kéo lấy đối phương, cùng đối phương chém giết đến bây giờ. Hiện tại đán trận pháp bố trí thành công, Lục Minh tự nhiên không cùng đối phương dây dưa. Hiu hiu hiu, sáu mặt khác âm linh thích khách từ bốn phương tám hướng hướng về Lục Minh phát động tiến công. Lục Minh huy trưởng như đao, liên tục đánh ra sáu chiêu, cùng sáu cái âm linh thích khách các đối một chiêu. Lúc đầu bảy cái âm linh thích khách, hiện tại thiếu một cái, chiến lực tự nhiên là yếu một phần, cùng Lục Minh đối một chiêu về sau, nhao nhao lui về sau mấy bước. Bá, Lục Minh trực tiếp xông về phía một cái âm linh thích khách, toàn lực công kích, hoàn toàn không để ý cái này âm linh thích khách công kích. Phốc, cái này âm linh thích khách công kích, xuyên thủng trái tim. Nhưng là, Lục Minh giống như là không có việc gì một dạng, thế công không ngừng, đánh vào cái này âm linh thích khách trên người, oanh một tiếng, cái này âm linh thích khách, bước vào trước đó cái kia âm linh thích khách theo gót, bị Lục Minh oanh nổ tung đến, hóa thành bột mịn, triệt để hủy diệt. Ngươi, làm sao có thể, ám tinh giống to, giết, Lục Minh không thèm để ý hắn, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ, công về phía mặt khác âm linh thích khách. Mất đi một cái âm linh thích khách, càng thêm không phải Lục Minh đối thủ, bị oanh hướng về phía sau nhanh lùi lại. Lục Minh lại hướng về một cái âm linh thích khách giết tới, y nguyên môn hộ mở rộng, một bộ không phòng ngự bộ dáng. Ta liền không tin, giết, ám tinh cuồng hống, âm linh thích khách ở dưới sự khống chế của hắn, điên cuồng hướng về Lục Minh đánh giết đi, một lần này, cái này âm linh thích khách công kích là Lục Minh đầu lâu. Phốc, một thanh trường kiếm, từ Lục Minh mi tâm đâm vào, xuyên thủng Lục Minh đầu lâu. Một lần này, ta xem ngươi chết như thế nào, ám tinh giống to, bất kể là ai. Đầu lâu tuyệt đối là muốn hại, là chứa đựng linh hồn địa phương, đầu lâu bị trọng thương, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là sau một khắc, ám tinh con ngươi kịch liệt biến lớn, lộ ra kinh khủng cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Bởi vì, Lục Minh một chút việc cũng không có, đấm ra một quyền, đem cái thứ ba âm linh thích khách đánh nổ. Mà Lục Minh mi tâm vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Quái vật, ngươi cái này quái vật, ám tinh cuồng loạn giống to, đan điền, trái tim, đầu lâu. Ba chỗ yếu đều bị xuyên thủng, nhưng là Lục Minh đều vô sự, đây không phải quái vật là cái gì. Tiến ngươi lên đường, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, toàn thân cấm kỵ chi lực sôi trào, số lớn phổ thông bí thuật bộc phát, hóa thành sáng lạng hào quang, cùng cấm kỵ chi lực tương dung, hướng về ám tinh cùng còn dư lại bốn cái âm linh thích khách đánh tới. Ám tinh vội vàng xuất thủ chống đối, nhưng là, thiếu ba cái âm linh thích khách gia trì, ám tinh đã hoàn toàn không phải Lục Minh đối thủ, chiến lược đã so Lục Minh kém một đoạn. Hắn và bốn cái âm linh thích khách bị Lục Minh oanh nhanh lùi lại. Phốc, ám tinh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà bốn cái âm linh thích khách mặc dù sẽ không thổ huyết, nhưng trên người xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Lục Minh căn bản sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, thân hình như một trận gió đồng dạng đánh tới ám tinh, liên tục xuất thủ, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về ám tinh nghiền ép đi. Ám tinh liên tục chống đối, nhưng là căn bản ngăn không được, mấy chiêu xuống tới, sắc mặt hắn trắng bạch, lại liên tục nôn mấy ngụm máu tươi. Hắn chỉ có thể điều khiển âm linh giờ phút này để ngăn cản Lục Minh thế công, mấy chiêu về sau, lại bị Lục Minh giải quyết một tôn âm linh thích khách. Chỉ còn lại có ba tôn âm linh thích khách, ám tinh lòng đang dỉ máu a. Những cái này âm linh thích khách, nhưng là hắn đã tiêu hao hết vô tận tâm huyết mới lấy được, từng cái, đều là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, gom góp bảy cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt, cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ như vậy một hồi, liền bị Lục Minh giết chết bốn cái. Thiếu bốn cái âm linh thích khách, hắn chiến lực muốn hạ xuống một mảng lớn, đồng cấp một trận chiến, sợ rằng sẽ không phải mặt khác vũ trụ thiên kiêu hậu tuyển giả đối thủ. Ám tinh công tử, đáng chết, mặt khác hai cái âm linh tộc cao thủ, muốn đi cứu viện ám tinh, nhưng là, đán cùng Lăng Vũ Vi, làm sao sẽ để cho bọn họ đạt được. Đán liên tục kích phát ra mấy tòa đại trận, một cái đại trận, ngưng tụ ra vô số kiếm quang, một cái đại trận, ngưng tụ ra vô số đầu kim sắc cá sấu, một cái đại trận, ngưng tụ ra vô số đầu xiềng xích. Hết tập 265.